Ok nhá, xin chào tất cả mọi người trở lại kênh của mình nhá. Hiện tại đây mình đang có mặt trong game Hải Trình Huyền Thoại, một game theo tựa cái bộ truyện nổi tiếng One Piece đúng không? Thì nói chung ở đây trong game này hiện tại đang diễn ra trong cái giai đoạn Alpha Test. Thì nói chung là mình bận rộn quá, mình không test được từ sớm. Nhưng nói chung là mình đang quay video này khoảng tầm 11 giờ đêm ngày 13 tháng 10 năm 2021. Và có thể phát video đấy vẻ hơi trễ một tí. Nhưng mà đại khái là chút ở đây thì hiện tại đấy ở đây là đang khai mở Alpha Test. Thì nói chung Alpha Test diễn ra từ 10 giờ ngày 13 tháng 10 và đến tận 11 giờ đêm bắt đầu mới đang lọ mọ vào. Thì ra mình chơi hơi trễ một chút. Thứ hai ở đây là kết thúc Alpha Test vào lúc 5 giờ chiều của ngày 14 tháng 10 đúng không? Thì nói chung là trong cái khoảng thời gian khoảng hơn ngày test này thì mình cũng sẽ cố gắng là xem qua xem game có cái gì đáng chú ý không để cho mọi người có cái trải nghiệm gì đó về game này. Game này nói chung thì Alpha Test thì cũng chẳng quan trọng lắm. Vì Alpha Test thì sau khi kết thúc Alpha Test nó sẽ reset hết lại thôi. Nên thành ra cái vấn đề mình cũng không quan trọng chơi đúng hay chơi sai, mà vào đây để đập phá một tí, để xem theo kiểu chơi game thế nào. Cũng như thông qua video này cũng muốn xem là thế cái khán giả kênh của mình ấy có muốn xem game này tiếp hay không. Tại vì nếu mà khán giả thích xem game này nhiều thì mình sẽ làm nó dài. Còn nếu mà anh em không thích lắm thì có thể lúc nó ra bản chính thức có thể mình sẽ không làm nữa. Thì cái này mình sẽ muốn xem là cái nhận định của anh em về game này như thế nào. Thì ra mình cứ làm trải nghiệm trước 1-2 video. Còn nếu anh em ủng hộ thì có thể mình sẽ xem xét thu xếp thời gian làm. Còn đầu tư hay không đầu tư nó tùy kinh tế nhé. Còn chủ yếu ở đây nói trước mọi người như thế. Còn nếu bây giờ thôi thì mình sẽ vào luôn nội dung chính của video này. Bây giờ ta sẽ hành vào trong server xem nó có những cái gì nhé. À quên mất, mà trước khi vào nội dung chính đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Do đây là bản test nên chỉ có một server duy nhất là server F1 Luffy thôi. Mình sẽ vào luôn server F1. Giờ này mình vào khá là tối, chắc cũng chẳng vấn đề gì đâu. Tên thì đặt cái tên nhất định không, chú game nào vậy thôi, vào đặt tên một chút. Ở đây không cho phép đặt khoảng cách nhé, mình sẽ bỏ khoảng trống đi. Và bên cạnh đây, đây nó còn cho cả giới tính nữa. Nam hay nữ không quan trọng không? Nó cứ chọn nam đi, hay chọn nữ cho nó... Thôi kệ, chọn nào cũng được. Vừa vào đầu game chưa biết gì cả, nhưng đầu tiên là game cho mình vào chiêu mộ luôn. Ở trong game này hiện tại mình mới vào chơi nó nên mình chưa biết là tướng nào sẽ là cái tướng hữu dụng nhất trong game này. Thì qua bây giờ cứ đi vào Alpha Test mà, ta cứ vào thử từng tướng một thôi. Tất nhiên là tùy xem là game có cho mình hết tướng không hay chỉ cho mình số tướng nhất định. Ở đây sẽ cho mình có hai loại chiêu mộ thường và chiêu mộ cao cấp. Thì thường thì các game thì thường thì cao cấp sẽ cho mấy con tướng phẩm chất hiếm hiếm một tí. Không biết là nó quy định phẩm chất kiểu gì mà thường như thế. Còn cái bên chiêu mộ thường thì tướng thấp hơn tí. Nhưng mà bạn phải lưu ý một chút là trong một số game có tính chiến thuật cao một chút đấy thì không phải cứ tướng thường là yếu đâu nhé. Đôi khi tướng thường nó còn khỏe hơn cả tướng chính ấy. Nên thành ra cái vấn đề tướng ở đây ấy, nó cũng chưa nói là điều gì nhiều đâu. Tại vì đôi khi mình cứ cảm tưởng là tướng nó yếu thôi nhưng mà bản chất lại không hề yếu. Thành ra cái này ta phải chơi thử mới biết được. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi chiêu mộ thử tướng một chút nhé. Ở đây biểu tượng chiêu mộ tướng đây sẽ là hình của Viola này. Ở đây cho mình ở đây bắt mua. Có thể chiêu mộ này một lần miễn phí, ok. Chiêu mộ thử một lần nào. Ở đây chiêu mộ theo kiểu dùng ánh mắt của Viola để xem ra tướng gì nào. À khởi đầu được ngay em Chopper, chả biết mạnh hay yếu, tí nữa xem thử xem sao nhé. Thế mà cứ biết là chiêu mộ của Chopper đã. Chopper ở đây một con tướng phẩm chất màu tím. Thì thường các game sẽ chia theo kiểu màu xanh lá cây, xanh nước biển, vàng, đỏ, tím, cam. Không biết game này chia kiểu gì không biết. Nhưng lại cái với mắt là có con Chopper. Tiếp tục ở đây, tiếp tục là sang giới thiệu một số tính năng đầu tiên thì mình cứ đi theo hướng dẫn thôi. Và tính năng thám hiểm nè, mình xem thử nó có những cái gì. Thám hiểm đây hiểu đông nam là dạng đi map thôi. Cho nên mà thường khi đầu game chơi kiểu mình chưa có gì mạnh ý, thành ra thường đầu game chơi hầu như auto là win thôi. Thế chắc là game không nhỏ mức cho mình thua đâu. Ở đây thì mình bên cạnh việc có Luffy cho sẵn lúc đầu game, mình có sẵn cả VV này. Ở đây đánh cái này đánh theo kiểu điều khiển à. Có auto không nhỉ? Ở đây như không có auto, đây chỉ vào mục tiêu đánh đó. Về game này có vẻ là khởi đầu bắt mình điều khiển tính năng. Nhưng mà đây mình thấy có chiếc auto ở cái góc dưới này. Chẳng qua chắc là chơi vài cấp bắt đầu cho auto. Còn bây giờ kiểu nó chưa có nhiều phải tự động điều khiển tí. Nói chung là điều khiển tí cho biết thôi. Tại một số game có auto trong một số trường hợp nhất định nên đôi khi bạn đánh thủ công sẽ ngon hơn đánh auto ấy. Thì ta có thể từ từ tí. Game thì đồ họa 3D.
Còn nói chung là cơ bản thì nó thấy cũng được, nhìn cũng không phải, nói chung là bảo đẹp xuất sắc như các game đỉnh cao, như các hệ máy bom tấn thì không có, nhưng mà bảo để nó quá xấu cũng chả phải, nói chung là chấp nhận nhìn được. Mà không biết đây có cho mình xoay góc nhìn không, hình như đây không cho mình xoay góc nhìn, mà chỉ nhìn theo cái hướng cố định thôi. Nói chung là các game mình chơi thì chờ tính năng auto thì thường mình thích suy nghĩ chiến thuật chứ mình không thích điều khiển đâu, mình điều khiển chán lắm. Như vậy nói chung là khởi đầu game như mình đã nói đấy, các game mới ra chưa có gì nhiều, thường auto được win thôi. Để qua xem cái giai đoạn mà khởi đầu game nhẹ nhẹ đấy nó kéo dài trong bao lâu, tại vì một số game sợ nó lâu quá, không biết game này hướng dẫn trong bao lâu. Cái đoạn thoại chắc sẽ bỏ qua nhỉ, tập trung đánh luôn đi. Nói chung thì theo nguyên tắc thì cơ bản thấy đoạn đầu cũng giống nguyên tắc, bây giờ sẽ khởi đầu đánh từ nhưng mà thực ra thấy cũng chưa giống nguyên tắc lắm, tại vì nếu đúng nguyên tắc thì khởi đầu thì cũng đâu có những cái cảnh này nhỉ. Nói chung cũng đây đánh hải quân một tí, nhưng mà khởi đầu mà có đã có vi đã có cả VV và hơi sớm nhỉ, mà không hiểu game sẽ lấy cốt truyện kiểu gì khi khởi đầu cho VV rồi. Nhưng mà thôi, nói chung mình chơi game mình đừng quan tâm cốt truyện nhiều, tại vì bạn đã đọc One Piece đã nắm được cốt truyện One Piece rồi, còn cái chuyện game phải thêm thắt một chút vào cho nó hợp lý hơn tí thì kệ nó. Ở đây mình chưa đọc kỹ năng từng tướng nhé, vì giờ lúc đầu đang khá là dễ đánh thì mình đánh luôn cho nó xong cho nhanh đã. Còn về sau khi bắt đầu khó, bắt đầu quan tâm là tướng đó ấy, kỹ năng là gì để xem phối hợp thế nào cho hợp lý. Còn bây giờ đang khởi đầu game chưa có gì nhiều, đánh luôn thôi. Mình thấy đánh thì toàn win luôn nên không cần thiết. Ở đây có cái biểu tượng nắm đấm giáp với lại kiểu hình tiên sét, đây là biểu tượng chắc là kiểu một con thiên về tấn công, một con thiên về phòng thủ, một con thiên về kiểu trị liệu, kiểu kiểu mình hiểu lúc nào thế. Còn cụ thể thế nào mình chưa đọc nhé. Đây mình đang xem lướt qua thôi. Nói chung mặc dù là video công chiếu mình cũng cho mọi người xem giống một dạng đang livestream thôi, tức là kiểu làm thế nào cho người xem thế vậy thôi, cũng chả cắt đi nhiều. Vì ra đang trải nghiệm game mà cứ cho mọi người xem đầy đủ nhất có thể thôi. Trừ cái đoạn nào mà kiểu chơi cùi quá quá lâu mình cắt ngắn đi thôi. Ở bên cạnh đó nếu các bạn quan tâm nhiều để mình cũng sẽ livestream game này, mình chưa biết có nên livestream game này không, mình xem thử xem anh em có quan tâm hay không đã. Và thứ hai là sắp xếp thời gian làm hay không đã. Thì nhiều khi game ra đúng lúc mình bận thì hơi khó. Thì đây chỉ là bản test nhé, rồi sau khi test xong sẽ xóa đi hết. Ok, nó hướng dẫn mình đây, tiếp tục hướng dẫn mình nâng cấp tướng không? Thì các bạn bồi dưỡng thôi. Bồi dưỡng cái tiêu mình cái viên đá xanh xanh gì đó đây. Nó có 4 loại vật phẩm để tiêu à. Và tiêu cái đồng belly đó. Được, trước mắt cứ biết như thế đã, tí nữa là tính tiếp. Tôi phải quay về 8 điểm tiếp. Rồi tiếp tục đi map tiếp. Đánh cái Morgan. Nói chung là về mặt thứ tự kẻ thù đánh thì đúng nhé. Còn cái nhân vật nó phải thêm thắt vào một tí rồi. Để tùy vấn đề mình chia mộ tướng gì, nó thêm thắt thêm chút. Và ở đây mình không biết là chopper này auto ai mới chơi sẽ ra chopper luôn hay là nó kiểu ngẫu nhiên, mà thôi trước mắt cứ biết là có chopper để chơi đã. Tại vì có một số game lúc đầu game để cho các bạn dễ dàng trải nghiệm hơn, nó sẽ cố định con tướng đầu tiên và quay ra luôn là một con tướng. Còn game này mình không rõ lắm, mình không quan tâm vấn đề này nhiều, tới giờ mình chưa biết con gì ngon hơn con gì. Còn các game ấy nếu mình đã xác định chơi thì mình chơi lâu dài sẽ full tướng thôi, quan trọng vấn đề khó không nâng cấp tướng thôi, còn tướng thì đa phần sẽ đầy đủ thôi. Quan trọng là bạn phải chơi dài nhé, còn nếu bạn chơi ngắn hạn thì phải nhiều tiền mới được full tướng. Còn nếu bạn kiên trì chơi dài đa phần cũng sẽ tương đối full thôi. Bảo full thì hơi quá, bảo tương đối đủ tướng là sẽ được. Còn thiếu một hai con tướng để xí xóa được. Ở đây mình chưa biết là tính năng auto cấp mấy mở, hình chỉ vào không báo cấp mở tính năng thì mình không biết cấp mấy sẽ mở auto. Tại vì mấy cửa đầu rất là dễ thì mình ngại bấm thủ công ấy, thì mấy cửa đầu dễ quá. Chopper đây có vẻ là không phải là trị liệu nhé, mình thấy ở đây nó ở đây là gì ấy, vút lên tí à. Ở đây đây mới là trị liệu, tức là lúc nãy là chưa đánh thường nó kiểu nên ném bom ra, còn bây giờ mới là trị liệu này. Và có vẻ đây như trị liệu con đứng đầu của Luffy, mà thôi kệ đi, chả quan trọng đâu. Biết kiểu gì chả thắng không, kiểu gì chả thắng thì nó không không quan trọng đâu đầu lắm. Tức là khởi đầu khá là nhẹ nhàng nữa, các game khởi đầu rất là nhẹ. Nhưng mình mong cái giai đoạn khởi đầu nhẹ nó không quá dài nhé. Tại vì một cái map mà đi kiểu quá dễ mà khởi đầu dễ quá nó không hay lắm đâu. Chủ yếu là sao muốn xong cái giai đoạn tính năng sớm để mình xem cụ thể các tướng thế nào. Tại vì map phải khó bắt đầu mới đi test tướng được. Còn map nó dễ thế này thì chả test làm gì. Thế rồi mình sẽ test tiếp xem là nó cho mình 100 mảnh Zoro vào tướng. Ở đây hướng dẫn mình tính năng tiếp theo, tính năng ghép tướng. Tức là như vậy là tướng ở đây ngoài vấn đề chiêu mộ tướng ra, có thể chiêu mộ qua cái vấn đề ghép tướng, ghép mảnh đúng không nhỉ? Thì ở đây hiện tại mình không biết các tướng về sau thế nào, nhưng trước mắt thấy Zoro là 100 mảnh để ghép. Nhưng mà đồng nghĩa về phía dưới thì mình thấy là Kuro chỉ cần 50 mảnh thôi, Tasigi chỉ cần có 50 mảnh, còn Basity đây chỉ cần có 50 mảnh, Baby 5 cần 50 mảnh. Mà đây các phẩm chất có tướng S, tướng B, tướng A thứ thì ở đây ví dụ tướng B Baby 5 nhé, là chỉ cần có 10 mảnh thôi. Còn tướng S thì có vẻ tướng A có vẻ nó cần 50 mảnh, tướng S có thể cần 100 mảnh. Như vậy có thể từ đấy mà ước lượng của số mảnh nữa, là tướng phẩm chất càng cao số mảnh sẽ càng nhiều. Như vậy hiểu lúc nay như thế, mình tiến hành ghép thử nhé.
Thì nói chung là cả các game chơi sẽ na ná nhau thôi, quan trọng để nó có tạo mình cảm hứng để chơi lâu dài hay không thôi. Có cái kiểu chơi chơi một tí sẽ biết thôi. Thế là ở đây với tụi mình sẽ cho mình như kiểu là chọn thêm đồng đội vào. Thì không biết là game này không biết là tối đa cho bao nhiêu tướng, mình sẽ bắt giờ có thêm Zozo, cho thêm Zozo ra trận. Vậy đội hình mình sẽ thêm một tướng nữa, mình cũng chưa biết cái này tối đa bao nhiêu tướng nhé, cứ đi tiếp xem nào. Rồi sang bên tiếp theo của map, tiếp tục đánh tiếp. Nói chung thì game này mình chơi lần đầu tiên. Game này mình nhớ không nhầm nó cũng từ một tựa game ở bên nước ngoài. À đây bắt đầu tính năng auto có rồi này. Để auto đánh thôi. Đấy để tăng tốc độ lên chút. Đấy cho phép tăng tốc độ tối đa là nhân 2. Có thể về sau có thể chơi dài dài không biết lên là nhân 3 không mình không biết. Và máy trước mắt để auto đánh cho nhàn đã, để tiện cho vấn đề bình luận cho các bạn xem. Đúng không? Thì ở đây hiện tại ấy, thì mình cũng không hiểu là game này nó sẽ thế nào, nhưng mà mình nhớ mang máng là game này mình đã từng thấy ở bên nước ngoài chơi rồi. Chẳng qua đây có lẽ là người ta mua bản quyền về để Việt hóa lại thôi. Thì ra nói chung là các game thì cơ bản như thế, mà đây là đầu tiên mình chơi kiểu game này nhé. Thì ra mình chưa nắm hết các vật phẩm trong game này đâu. Thì thường khi bạn chơi một game mới ấy, thì cái vấn đề đầu tiên của bạn là phải ghi nhớ các vật phẩm trong game thôi. Thì đầu tiên khi bạn chơi, ví dụ như bạn xem là muốn nâng cấp con tướng cần những vật phẩm gì, thì từ từ thì lúc đầu mình chơi game mình sẽ chưa nhớ được, nhưng mà từ từ mình chơi một thời gian thì mình sẽ nhớ thôi. Cái vấn đề đấy trở ngại duy nhất khi chơi game thế thôi. Với thứ hai là các game sẽ có nhiều tướng, thì có game này nhân vật này mạnh, có game khác nhân vật khác mạnh, không phải cái nhân vật chính trong truyện sẽ mạnh trong game, đúng không? Để ra đấy ta cần thời gian để test những con tướng đó. Thì đó là hai vấn đề chính, là vấn đề đầu tiên là nhớ các vật phẩm, nhớ các tính năng, các khung giờ của game là vấn đề ghi nhớ, là vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai là test thực tế các tướng. Đây hai vấn đề chính khi bạn chơi game mới nó hơi rắc rối một tí, còn các vấn đề khác không quan trọng. Thì mình sẽ cần thời gian để ghi nhớ những điều đó. Còn bây giờ chơi test thì cứ chơi vui vui đã. Và mình đang chờ đợi map nó khó hơn để mình đi xem cụ thể tướng. Vì khi map nó khó đầu mình phải nghĩ việc là kết hợp tướng thế nào cho hiệu quả. Còn bây giờ đánh auto win thì cứ để đánh thôi. Giờ đang đánh Nami chắc tới sắp sửa đánh đến Buggy chứ. Chung là theo cốt truyện chắc đánh tầm tầm đấy. Nhưng mình vẫn không hiểu tại sao game mà cho con Vivi vào sớm nhé. Và Chopper quay ngẫu nhiên ra không nói làm gì, nhưng mà không hiểu Vivi chui từ đâu ra nhỉ. Hay mình đã bỏ qua chi tiết nào đó quay được Vivi ra. Đây đánh với băng này là đánh Buggy rồi đánh Kuro. Ok, nói chung nó cũng tương đối, nói chung về thứ tự đánh những đa phần cũng na ná trong chuyện thôi. Được cái dương này mở được gì đây? Được 10 mảnh Luffy. Ở đây mình thấy mảnh này mà Luffy đã có rồi, mà con Luffy này con Luffy cũ thì mình đang có ấy, cho sẵn đấy, nó giống hình nhau. Và như vậy tức là tỷ lệ cao sẽ dùng những cái mảnh tướng. Tức là khi bạn đã ra tướng rồi, bạn ra tướng lần nữa ấy, thì bạn có thể được quy đổi các mảnh tướng và dùng mảnh tướng đó để nâng cấp tướng. Mình nghĩ như thế. Thì thường các game nó cho phép lọc tướng thì như thế. Thế tôi quay về chỗ tướng xem nào. Đây tôi có bồi dưỡng này. Đây tiến sao không? Như vậy là tiến sao ở đây các bạn sẽ dùng những cái mảnh tướng giống nhau để tiến 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 sao lên. Dù đây nãy mình được 10 mảnh Luffy, ở đây hiện tại thấy là mỗi một cấp sao đang tiến hành là tiêu mất 5 mảnh. Và nói chung về sau khi bạn lên cao cái số lượng mảnh sẽ tốn nhiều hơn. Nói chung là khởi đầu game khá dễ chơi thôi, không có gì quá khó. À đây bắt đầu có cả vấn đề đi giải đố này. Cái giải đố này đòi hỏi kiến thức một tí xem không biết có khó nào. Câu 1 về One Piece. Trong băng vũ rơm có thể sử dụng có thể sử dụng thân thể cảm giác thời tiết chính là thân thể cảm giác thời tiết à? Trả lời chính xác thì nhận 2 lần thưởng. Cái câu này nó không biết mình vấn đề ở đây mình hơi băn khoăn một chút, đây là vấn đề dịch thuật có chính xác hay không nhá. Tại vì sao? Tại vì nếu mình nói về vấn đề thân thể cảm nhận thời tiết ấy thì thực tế là chỉ có duy nhất là Chopper động vật có thể cảm nhận thời tiết thôi. Nhưng mà nếu nói về vấn đề về nhìn kiểu ví dụ như ở vấn đề như kiểu nhìn thời tiết, ví dụ nhìn trời biết kiểu sắp sửa có cơn bão tới linh tinh ấy, thì đó là việc của Nami và Hoa Tiêu, đúng không? Nami và Hoa Tiêu sẽ nắm được đấy. Thì mình chỉ sợ là người ta dịch không sát nghĩa. Tức là nếu mà kiểu một người kiểu am hiểu thời tiết chắc chắn là Nami rồi. Nhưng đây dịch là có thể sử dụng thân thể để cảm nhận thời tiết ấy. Thì mình chỉ sợ không may dính cái Chopper thôi. Còn chắc chắn là Zozo Usopp là một ông lạc đường, một ông chém gió là chắc không liên quan rồi. Vấn đề ở đây bây giờ nói chung là mình thì mình đang thiên hướng đến việc là sẽ chọn Nami, tại vì Nami là Hoa Tiêu, mình sợ nó dịch thuật không chuẩn. Nhưng mà tuy nhiên là nếu giả sử nó dịch thuật chuẩn ấy thì phải là Chopper mới đúng. Tại vì thực ra là con vật nó sẽ cảm nhận tốt hơn con người, đúng không? Con vật cảm nhận sẽ tốt hơn con người. Nhưng mà đây mình nghĩ là nó sẽ ý nói những người giỏi về thời tiết nhất trong băng Luffy ấy. Mình sẽ chọn Nami nhé. Còn sai chắc là Chopper. Đây mình đoán như thế rồi vì game này mình chưa chơi. Mình chọn Nami rồi. Đúng. Đúng không? Vậy như vậy là vấn đề đây dịch thuật nó chưa chuẩn lắm. Đúng không? Nó phải nói vấn đề như kiểu am hiểu thời tiết gì đó. Đây bảo thân thể cảm nhận. Mình tin chắc chắn là con người không thể nhạy cảm một con vật được. Trừ khi thời tiết nó đến rồi, ví dụ như kiểu là bạn ý như kiểu đàn chim có thể cảm nhận được bão trước con người không? Và thấy chim bay đi chỗ khác phát là biết là bão tới. Đấy, như vậy chắc chắn là con vật sẽ Chopper sẽ hơn rồi. Nhưng mà đây vấn đề ở đây nó nói dịch như vậy rất là có thể dễ người ta trả lời sai. Nhưng mà thôi kệ đây, quan trọng vấn đề mình trả lời đúng rồi được rồi.
Các vật phẩm trong game thì tại mình chưa nhớ là gì, nhưng coi như biết là có vật phẩm đã, còn mình chưa nhớ vật phẩm là gì, từ từ xử lý sau. Tiếp tục bây giờ đến tiếp theo nào. Ở đây như là cứ chờ tí tí lại đố vui tiếp. Thì hôm nay khéo khéo xem video đầu tiên đi trả lời câu hỏi một tí. Bây giờ tôi là xem hướng dẫn nhé. Mình đang ở nhà sẵn chuyện One Piece lắm, phải có Google hỗ trợ, mình tin là các câu hỏi liên quan One Piece mình thừa sức trả lời được, chỉ sợ nó dịch không chuẩn thôi. Tiếp tục ở đây là gì? Hướng dẫn liên kích đã mở, mau tìm hiểu vượt qua thử thách nhận được nhiều mảnh tướng và kim cương. Tức ở đây nói chung là giới thiệu một tính năng là tính năng liên kích, và tính năng này giúp bạn kiếm kim cương cái mảnh tướng để giúp bạn tiến ra nhân vật nhiều hơn. Còn kim cương trong này mua cái gì mình chưa biết. Ở đây hiện tại bây giờ trước mắt gì ấn tiếp tục thôi để xem nó hướng dẫn gì nào. Ở đây thì tấn công liên tục để liên kích không bị gián đoạn. Nói chung là chả hiểu gì cả, nói chung tức ba tấn. Ở đây mình thấy là cho mảnh con VV này. Đầu game cho mình VV rồi, chắc là hướng dẫn là hỗ trợ mình nâng cấp VV sớm. Thôi cứ đánh thử tí nhá, ấn vào combo 1. Cứ đánh thử cho biết thôi, nhưng không hiểu gì đâu. Nhấn phát động tấn công, sau đó là vòng sáng sẽ xuất hiện đẩy ra liên kích. Sau đó ở đây là đến gì à? Tối ưu hóa sát thương để tướng chuẩn bị sử dụng kỹ năng đánh cùng búp liên kích. À không, búp liên kích trước xong rồi tối ưu hóa sát thương. Nói chung chả hiểu cả, vào đánh thử để biết thôi. Tại vì đôi khi nó dịch từ liên kích nghe nó hoành tráng thôi, nhiều khi mình chả hiểu gì đâu. Đánh thử nhé. Đây, đánh thử. Ở đây có cả Kijazu ra sớm ấy nhỉ. Đầu game có Kijazu rồi. Chỉ tiếp nào. Con trò mình cũng chưa hiểu liên kích là gì đâu. Mình nghĩ có đánh liên tục thôi. Liên kích chắc đánh liên tục thôi. Thế vào màu xanh rồi, vào màu xanh rồi. Nhưng mà mình thấy có gì khác biệt đâu nhỉ? Mình có làm sai bước nào không ta? Ở đây có 1 trên 3, tức là hình như là ra vào màu xanh là tính một lần, mình được một lần. Mà cần hình như ở đây cần 3 lần. Như vậy vẫn chưa được. Thất bại này. Nhiệm vụ thất bại. À đấy, tức là mình đang làm sai không? Rất tiếc là đây chưa được không? Tức là mình làm sai, phải đọc lại hướng dẫn sử dụng đã. Mình đang làm sai. Quay lại. Mình sẽ phải đọc lại rằng mình chưa hiểu liên kích là cái gì. Đây là nhấn phát động tấn công này. Vòng sáng xuất hiện sẽ ra liên kích. Búp liên kích tăng sát thương cho tướng. Nó có cái quái đâu nhỉ? Chỉ cần thấy cái vòng xanh thôi mà. Hay là đánh liên tục, ấn liên tục à? Sai gì ta? Vòng xanh đâu? Cái kiểu nó phải trước khi. Ủa sao được rồi vậy ta? Có vì sao nhỉ? Mình vẫn không hiểu vì sao luôn đấy. Hay ấn liên tục à? Mình nói chung mình được xong cái ba liên kích rồi, mình ấn nhiều quá mình không hiểu vì sao lắm, nhưng mà thôi để mình làm thử cái combo 2 xem thế nào nhé. Có số tính năng nhiều nhiều khi ấn liên tiếp quá chả hiểu vì sao. Mình vẫn không hiểu liên kích là gì. Đây mình thấy cái vòng màu xanh thì ok, tức là đây gọi là liên kích này không? Vòng màu xanh thì gọi là liên kích là gì nữa? Xong rồi đánh tiếp là gọi là liên kích là gì nữa? Vẫn đang 1 trên 4 là vẫn chưa được này. Ồ, tức là vẫn đang sai không? Nói chung bao giờ cái thanh phía trên mình gạch đủ 4 trên 4 này. Ô, mình đang làm sai điều gì nhỉ? Mình chỉ biết một điều ra cái vòng màu xanh đánh là gọi là liên kích rồi. Mà bây giờ cái này sắp hết máu rồi, sắp hết máu thì vậy không được tính không? Nhưng vẫn chưa được, mình sẽ vào làm lại lần nữa nhé. Nếu mình ấn kịp cái lúc cái vòng xanh vừa bắt đầu nhả ra phát thì mình sẽ ok được gọi là liên kích. Rồi ấn. Ấn hai rồi, tiếp tục. Rồi ấn ba rồi, ok hiểu rồi. Giờ chờ ra vòng xanh nào. Đây ấn kịp, ok rồi. Ô, hụt à. Ô, đậu phộng nó vẫn hụt. Phát này căng rồi, phát này căng rồi. Sắp hết máu. Mình ấn hơi chậm một tí thôi. Mà phát này sắp hết máu thì đánh phát này không ổn rồi. Có cái nào đánh mà không mất máu không nhỉ? Không được rồi. Nói chung là vấn đề ở đây là vấn đề nhanh tay nhanh mắt nhé. Tức là ấn trước khi cái vòng màu xanh nó lót hết là sẽ được tính thôi, nó chẳng có gì khó lắm. Chẳng có vấn đề gì, vấn đề nhanh tay nhanh mắt thôi. Tôi sẽ thử lại lần nữa. Rồi, một phát, hai phát, tiếp tục, ba phát. Rồi, bây giờ nhanh nào. Vòng màu xanh đâu? Ôi, đồng phòng nó vẫn chết ra, vòng màu xanh nó chết rồi. Nhưng cái này có cách nào cả không ra tuyệt chiêu nhỉ, thấy đánh vào đau quá. Nói chung cái này nhanh tay nhanh mắt tí à. Một phát, hai, ba, một nhát thôi. Bốn. Ồ, vẫn chưa được. Màu xanh nào. Vô lý, sẽ phát thứ tư toàn hụt thế nhỉ. Lại chết mất rồi, cái này trông dễ dễ thôi làm khó vãi. Ấn hoài vẫn chưa kịp.
Trước mắt cứ đánh mồi, chủ yếu ấn cái chỗ vào màu xanh nhanh nhanh thôi. Nói chung là mấy phát, ba phát đầu rất là dễ rồi. Ba phát đầu ấn rất là chuẩn rồi. Ơ sao mới được có 2 nhỉ? Vẫn chưa đúng à? Vẫn chưa được nhỉ? Hay mình có làm sai điều gì không nhỉ? Mình cảm giác là vậy là đúng nhỉ? À tức là cái vòng này mà nếu mà phải để nó quay quá nửa cơ. Còn nếu mà để nó quay đúng nửa thì vẫn chưa được nhé. Nó phải ghi chữ tuyệt vời được, còn lên mức độ tốt trở xuống thì vẫn chưa được. Vấn đề này tốt trở xuống vẫn chưa được. Và thì phát này hơi khoai đấy. Nói chung cái này đánh sẽ mất khá nhiều thời gian đấy. Rồi nói chung là thời gian mất cho cái này nhiều quá. Tưởng dễ mà cũng không hề dễ đâu. Rồi một phát tuyệt vời này. Hai phát này. Phải căn lúc nào gần gần hết mới đầu ấn. Ôi giời phát này hụt rồi. Phải liên kích ở đây tức là nó tính cái chữ mức tuyệt vời đấy, tuyệt vời phát này mới dính này. Nhưng mà rất tiếc là nó bị hụt phát trước rồi, nó sắp hết máu rồi. Giờ thì phát này nó lại hết máu rồi. Tức là gần như chỉ có một cơ hội duy nhất ấn nhé. Nếu mà ấn hụt là coi như chắc chắn còn Rebecca sẽ chết. Rồi ok, hiểu vì sao rồi. Mình cần 4 lần mức độ tuyệt vời cơ. Thì ra mình sẽ đánh làm sao thì rất tuyệt vời. Tuyệt vời đây mức ở chạm ngưỡng nó hụt ấy. Tức là nó quay gần hết nó gọi là tuyệt vời. Và lúc đấy cái xác suất bị hụt rất là cao. Mỗi người phải nhanh tay nhanh mắt thôi. Ôi giời hụt rồi, đâu phát này hỏng. Nó hụt rồi coi như hỏng. Phát ra đánh, phát ra ấy lại thôi. Đã hụt phát coi như hỏng. Nó chỉ duy nhất một lần mới ấn phát thành công 100% thôi. Sẽ cố gắng ấn sẽ được rồi. Một phát tuyệt vời. Hai phát. Ba phát. Bình tĩnh thôi. Phát thứ tư quan trọng này. Ôi ok rồi, bốn phát rồi. Ui sổ ơi. Nhiều khi cảm giác nhanh tay nhanh mắt nó khó phết đấy. Nói chung mình hiểu vì sao và đôi khi mình ấn không kịp thôi. Nói chung là cái vấn đề mà tạo ra cái chỗ liên kích thì biết rồi không? Nhưng quan trọng là liên kích nó có nhiều mức độ. Có mức độ tốt, mức độ tuyệt vời. Nên xem yêu cầu mức độ nào thì hoàn thành mức độ đó. Thì về mặt lý thuyết rất là dễ vậy thôi, nhưng mà trên thực tế ấn nó khó lắm. Với cái liên kích này và thử thách này cũng khó nhỉ. Cái này là cần 5 lần tuyệt vời cơ. Càng đấy. Một. Ôi thôi hỏng hụt rồi. Nói chung là mình chơi trò này mình thấy một điều là đã hụt phát nên làm lại. Tại vì cái trò này đã hụt phát coi như cái cơ hội làm lại rất là khó ấy. Thì tốt nhất là chơi lại đầu luôn. 1 2 3 4 một phát thôi. Rồi ok 5 phát. Bây giờ quen tay làm dễ hơn hẳn đúng không? Lúc nãy loay hoay mãi không được. Bây giờ quen tay phát làm dễ hơn hẳn. Lâu đổi gió tí chắc là liên kích là có cái gì đâu. Nó giả ấn nhanh đúng lúc thôi. Rồi combo 4 càng về sau càng khó hơn này. Mình xem phát này làm được không nào. Cái này thì thi nhau là ấn chuột nhanh hơn thôi. Phát này ui rồi hoàn hảo cơ. Hoàn hảo chắc đấy sát nút rồi. Hoàn hảo là khó đấy. Ui giời mới được tuyệt vời. Tuyệt vời hoàn hảo là cái vạch màu cam này, đúng cái vạch màu cam này. Để thử xem nó ấn phát nào rồi. Ôi giời toàn tuyệt vời. 5 lần hoàn hảo là hơi bị căng nhé. Được đúng một lần hoàn hảo đậu phộng ấy chứ. Cái hoàn hảo tức là đây là hoàn hảo ở đây tức là bạn phải đi đúng cái vạch của nó luôn ấy. Rồi có cái vạch màu cam thẳng đứng này, rồi cái vòng tròn này thì cái vạch màu cam thẳng đứng phải ấn trúng cái vạch màu cam mới được. Nó hơi căng, hơi căng. Ấn được 5 lần là cả vấn đề đấy. 5 lần hoàn hảo căng đấy. Chứ mà xem yêu cầu mức độ gì nhé. Ấn liên kích thì dễ rồi nhưng mà chẳng giờ mức độ gì. 1 2 ba. Ôi dồi dồi hụt rồi, trời ơi trời ơi. Mình tự hỏi nếu mình dừng lại chậm tí cũng được. Ông mình nghĩ cũng được ấy, cũng dễ thôi. Ôi trời ấn vội quá, đây mình ấn vội quá. Không biết Jimmy có cơ hội thêm nhỉ, phải là đấm cho phải là chết luôn. Nói chung là không, mình thấy ấn hoàn hảo cũng được đấy. Nó chủ yếu ở đây là căn thời điểm thôi. Để ý cái thời điểm cái vạch nó vuông góc lên, cái vạch cam cam ấy, chủ yếu vấn đề đấy. Giờ sẽ thử lại nữa xem này. 1 2 3 4. Ôi giời được rồi. Phát cuối cùng. 5. Ôi giời chuẩn vãi. Thôi thực ra cái này nó cũng không phải quá nhanh đâu, mình chỉ cảm nhận thôi. Nói chung là được rồi. Được 5 phát rồi.
Ờ, trò này nghịch cũng chơi chơi tí là biết biết như thế thôi. Có lẽ mình không có nên chơi tiếp không nhỉ? Chơi tiếp cái trò này rất mất thời gian phết đấy. Điều kiện hoàn hảo một lần, cái này hoàn hảo một lần thôi. Hoàn hảo một lần chắc là dễ nhỉ? Đấy, hoàn hảo rồi, xong rồi. Sao hoàn hảo một lần sao vẫn chưa thắng nhỉ? Ố, sao thất bại vậy ta? Vô lý nhỉ, nó bảo hoàn hảo một lần sao mình làm đúng rồi sao sao thất bại nhỉ? Để xem có đọc thiếu cái gì không nào. Điều kiện hoàn hảo một lần. Thì hoàn hảo một lần là đúng rồi, còn gì nhỉ? Hay hoàn hảo một lần nhưng không được chết à? Người ta hỏi hoàn hảo một lần không được chết hay sao? À, mình nghĩ ở đây chắc là hoàn hảo một lần nhưng không được chết ấy. Mà có vẻ có Luffy mình hơi yếu ấy. Có thể mình ra bị chết. Mình hiểu lúc nào vậy thôi, mới để từ từ giải quyết sau nhé. Còn đây vì đây mình nghĩ là do vấn đề mình thua ở đây là do mình chết, chứ không phải vấn đề do là nó không đạt được. Đây mình nghĩ là nó vẫn tính cả nhân vật Luffy của mình chắc vẫn tính máu. Thành ra có lẽ là đấy. Mục tiêu để Ino đánh sau sẽ gây sát thương cao hơn. Là sao nhỉ? Để Ino đánh sau sẽ gây sát thương cao hơn. À, mình được chọn mục tiêu đánh là mình thấy toàn tự xông lên đánh mà. Thử lại tí xem nào. Đây mình được phép chọn cái nào đánh trước à? Thế thì chọn cái này đánh trước thôi. Ok rồi, à, rồi tuyệt vời, đậu phộng chứ. À ok, hiểu. Ờ, lúc nãy mình thua bởi vì mình chưa chọn đúng nhân vật đánh trước. Mình phải biết con nào đánh trước con nào. Nãy nó bảo mình dùng Ino đánh trước, đánh sau mình cho Ino đánh trước. Ok, vấn đề là chỉ cần hoàn hảo một lần mà cho con gì nhỉ? Con quên bố tên rồi. Đây, để cho con Ryu này đánh trước, để cho con Ino đánh sau sẽ ok thôi. Giờ trước mắt là để con này được xông lên. Ôi, hoàn hảo, bây giờ Ino đánh bồi thì xong không? Xong, à, đơn giản thôi, nói chung nãy mình không đọc hướng dẫn sử dụng. Mình chỉ đọc cái điều kiện, mình không đọc cái hướng dẫn của nó giúp làm combo. Thành ra mình thua, còn bây giờ làm đúng là xong thôi. Cũng không ảnh hưởng vấn đề đồ ấy, đây vấn đề mình không đọc kỹ điều kiện thôi. Liên kích ảnh hưởng đến sức sát thương thì Kizaru ra tay cuối cùng có thể hạ gục đối thủ. À, đây, tức là ở đây mình hiểu đông na ấy, là cái liên kích đang chỉ cho mình là các tướng nào phù hợp với những mục tiêu như thế nào, đúng không nhỉ? Để cho mình biết lối xử lý thế nào hợp lý hơn. Để đang dạy mình cách dùng tướng thôi. Mình hiểu đông na thế. Ok, tức là cái này để cho Kizaru đánh cuối sẽ lợi hơn. Xông vào. À mà cái này mình chưa được mở. Cái này đây hiện tại là nó chưa mở, mình đang khóa của mình. Ok, như vậy cái này từ từ đã sau đúng không? Qua đây mình hiểu hôm nay đang dạy mình cách dùng tướng thôi. Đây đi qua điểm danh một chút đi. Mấy cái này có nhận được không nhỉ? Cái nào lấp lánh xem ấn nhận được nhận, không nhận thì thôi. Sự kiện nhận được cái gì nhận? Cái này nào với chung là đang alpha test cũng chưa cho nạp đâu. Chưa cho nạp hiện cái nào đang quái nhỉ? Nạp có nạp được quái đâu. Hơi chui ra. Chung cái gì cái đống sáng ấn mà giảm giá hàng ngày, cái này mua mất gì không nhỉ? Chỉ 3.000 người được mua, còn lại 246.000. Và cái này mua được cái gì? Libby ở đây là cái gì ta? Thay thế một lần chiêu mộ. À, cái này mua để chiêu mộ à? Cái trò này không biết có nên ham hố chiêu mộ không nhỉ? Đây VIP 3 được mua thêm cái này nữa. Mà cái này mua vậy thì các bạn kim cương mình nó có mỗi 70 kim cương cũng chưa mua được. Để xem cho biết thôi. Giúp đỡ trưởng thành. Cái này thì cái này chưa vừa đải đủ nên chưa nhận được không? Chiêu mộ cao cấp ở đây cũng chưa chiêu mộ đủ số lần nhưng chưa nhận được. Đăng nhập thì nhận được rồi, đây quả đăng nhập. Rơi đặc biệt thì chưa. Tướng cao cấp tấn công, nói chung mấy cái này về sau có nhiều tướng bắt đầu hoàn thành được. Đây chỉ là giới thiệu mình số cái sự kiện thôi. Đăng nhập này báo thì đã nhận thêm quả đăng nhập một chút, được thêm chút kim cương ấy kia, cái kia xử lý sau. Cái phần thưởng này đua dành cho bạn nào đua tốt rồi, mình dạo này kinh tế đang hơi yếu thì mình chả đua làm gì. Ôi trời, đang đứng tận hạng 4.695 mà. Hơi thấp nhỉ, thôi kệ đi. Thế rồi là nạp ngày cái nạp này thôi bỏ qua, là nào cũng chưa được nạp mà kể cả có nạp được không ấy được. Nhưng mà đây có nạp có hai loại nạp, một là cái nạp thường, hai cái nạp liên tục nhá. Một cái nạp liên tục thì cũng bỏ qua đi. Nói chung là hiện tại tiền không có bỏ qua cái này đi. Rồi ok, như vậy những cái nhưng mà quay về đố vui nè. Câu số 2. Người sử dụng Tam kiếm phái là ai? Câu này thì quá là dễ rồi, thằng nào đọc One Piece cứ bảo fan One Piece không biết câu này chắc vứt đi không? Mình chọn Zoro. Mình chọn Zoro bảo sai thì mình sẽ chửi một trận nhá. Mình chọn Zoro chắc chắn là đúng không? Ấn xác nhận. Đứng quá là cái gì đấy. Cái trò này kiếm quà cũng được, nhưng không biết quà có ngon không, vì mình mới chơi game này chưa biết quà đấy có ngon hay không nhé. Nhưng mà nhất là cái câu hỏi khá là dễ. Vào thư nhận quà đây, quà liên kích cái thứ linh tinh nhận hết thôi. Được khá nhiều mảnh con VV, có thể vào trong này nâng cấp VV một chút cũng được đúng không?
ở đây game này mình chơi trễ mình không nặng nề vấn đề phải đuổi kịp cấp các bạn trong top làm gì nhé. Ở đây mình chỉ đơn giản đi xem qua tính năng trong game dùng như thế nào thôi. Và đặc biệt là khi ra xem game mới ấy, nếu mình có tiền đầu tư hay ai tài trợ mình đầu tư ấy thì rất là ok, thì mình sẽ đua được ngay. Nhưng mà khi mình không có tiền thì xác định điều cũng chả đua được đâu, thì ra cứ chơi vui vui thôi. Nên mình cần biết tính năng là chính thôi. À, cấp 10 mở tính năng thuyền trưởng với cái chỗ là nâng cấp tướng, chỗ là chỗ tướng này, đấy là chỗ tướng này. Thế này nâng cấp VV một chút nhé, vì đây mình thấy là VV có nhiều mảnh ấy. Thế này tăng sao một chút. Đây bản alpha test không sợ đúng không sợ sai, đúng không nhỉ? Cứ làm bừa đi để xem tướng thế nào, nâng cấp lên một chút. Rồi, như vậy xong. Đột phá ở đây cái vật phẩm nó hơi ít, không biết nên đột phá VV không nhỉ? Hay tiên con khác trước mình nghĩ là Luffy như thì Luffy thì chưa đủ đá để đột phá nhỉ. Ờ, xem con nào có thể con nào có mảnh thì nâng cấp trước đi, đột phá để từ từ sau đi. Thì mình đang chưa băn khoăn, mình chưa biết chọn tướng nào trước. Bồi dưỡng để sau nhé, vì chỉ bồi dưỡng được một cấp thôi. Ở lại đố vui tiếp à. Câu số 3. Về One Piece. Vì cứu Luffy mà Sanji mất đi cánh tay nào? À tức là trên hình thì Sanji đối diện màn hình của mình thì Sanji mất tay tay bên bên này. Thì cũng lật ngược lại mình đây thì đây mình bên này là mất tay trái. Không? Mất cả hai tay thì vô lý, Sanji cầm kiếm mất hai tay thì ra Zoro ngậm mồm thì không đúng rồi. Tất cả đều sai, hơi vô lý vì đây có chữ trái và phải. Đúng không? Tay phải cầm kiếm rồi mình mất tay trái. Mình ok, chắc chắn là đúng đấy. Quá chuẩn luôn thôi. Dân One Piece cái này không thể sai, câu rất là dễ thôi. Nói chung cái này là gọi là câu hỏi như cho, cực kỳ dễ. Bạn nào chỉ cần là fan One Piece sẽ biết ngay, không thể sai được. Nhìn hình Sanji mãi phải nhớ đúng không? Tiếp tục là một phút nữa lại gần 2 phút nữa lại có câu hỏi tiếp ấy, cũng hay nhỉ. À, và nhiệm vụ nhận qua chắc là quà hoàn thành nhiệm vụ, cái này không quan tâm là gì cứ nhận hết đi. Ồ, nhận hết đi rồi nghĩ cách dùng sau. Và chủ yếu mình học cái nhiệm vụ nào chưa hoàn thành thì làm nốt thôi, chứ còn cái gì hoàn thành rồi nhận hết thôi. Và độ sôi nổi cái thứ mà thế xử lý sau. Đội hình hiện tại đây mấy con này nó báo chấm đỏ là sao nhỉ? Có thể trang bị đồ hay sao? Đây báo mấy con chấm đỏ. À đây, bồi dưỡng à, ý vào. À cái này tương ứng với tính năng tướng thôi, là bảo bồi dưỡng một tí. Còn mình chưa có nhiều vật phẩm, mình chưa bồi dưỡng sớm nữa. Cái này từ từ đã. Bây giờ bồi dưỡng sớm làm gì đâu, chiêu mộ. Chiêu mộ ở đây thì không biết là một lần nó cho chiêu, đây là chiêu mộ đơn, đây là chiêu mộ ấy. Mua 10 lần thì bảo đảm nó có tướng 4 sao, tức ở đây nếu bạn chiêu mộ 10 lần chắc chắn bạn được con tướng 4 sao nếu bạn chiêu mộ cái kiểu cao cấp. Còn nếu bạn chiêu mộ đơn lẻ thì hên vẫn ra thôi, đen không ra thôi. Mà không biết đây phẩm chất này chắc tính là 5 sao cao nhất nhỉ. 4 sao không biết là tính kiểu gì. Thôi kệ đi, cứ quan tâm trước mắt giờ. Nên đây có mua 10 lần thì đảm bảo có tướng bảo hiểm mà. Nói chung ở đây mình không có nhiều lắm. Nhưng mà mình cũng chưa hiểu đây sẽ hiển thị số lượng vật phẩm chiêu mộ mình chỗ nào nhỉ. Ấn thử cái này một tí nào. Ở đây mình nó có 20 trên 20. Thì đây mua 10 lần thì cho phép mua bằng đồng berry ấy. Game này mới ra biết berry có cần nhiều không thì mình chưa rõ lắm. Nhưng mà thường những thứ mà mua dễ này thường phải sau thiếu nhiều đấy. Ở trước bao giờ cứ miễn phí ở đây số lần 20. Cứ mua phát 10 lần đi. Mình thử xem 10 lần thế nào. Được Mr. 1, Mr. 2 mới là mảnh hết. Mảnh tức là chưa đủ mảnh sẽ không ghét thành tướng được. Thuốc kinh nghiệm, xoài với cái đồ ăn thì mình chưa biết làm gì. Để phát nữa. Mình được ở đây là được 20 lần mua. Thế cứ mua thêm 10 lần đi. Quay thử xem ra cái gì không. Đã nào mấy con tướng này lấy tướng là chính thôi. Chopper đây phẩm chất lam mà. Con chopper này con chopper mình đang dùng khác gì nhau không nhỉ. Cứ thử thêm vài lần xem nào. Ồ thế hết berry rồi. Tưởng nhiều mà hết sạch rồi. Được mảnh Brook. Nói chung hiện tại mình chưa thấy có tướng gì hấp dẫn ở quanh đây đâu. Thế nói chung mình sẽ đi kiếm thêm tài nguyên để kiếm thêm cái gì đó ở quanh thêm tướng. Và biết qua cái cách quay tướng thì thôi. Mình chia mộ bên này có gì khác biệt không? Cũng không có gì khác biệt lắm. Ở đây được cái mà có 10 trên 20. Mua 10 đảm bảo 10. Mình có 10 cái hình cốc bia thử phát 10 chứ. Xem ra là tướng gì ngon rồi. Nó có cho nãy mình nhận quà cho mình 10 cốc bia rồi. Tướng không? Robin. À tướng S đấy. Không biết có ngon không nhỉ? Mình trông Robin này nhìn bộ này bộ ở chỗ CP9 không? Ok được con tướng phẩm chất S đầu tiên thì không biết cái này auto ai 10 lần cũng ra hay là hên xui thì không rõ lắm, trước mắt mình có con Robin. Còn vẫn còn được thêm 10 lần nữa à? Có đủ không nhỉ? Thế thì chơi nốt 10 lần thôi, còn 10 lần nữa chơi nốt. Thế ra con tướng gì không? Con gì đây? Tướng A Boogie mình cũng không khóa lắm, thằng này hay chém gió trong chuyện không thích nó lắm. Nó bựa quá. Không sao. Nên trước mắt thì có mấy con tướng như thế. Rồi cái này hết rồi có thể dùng kim cương để chiêu mộ thêm. Tức là nếu bạn hết cái cốc bia đó bạn có thể dùng kim cương. Cốc bia là vật phẩm cho đỡ tốn kim cương. Mà kim cương ở đây hiện tại một phần là game chưa cho nạp thẻ. Cái thứ hai cốc có tiền để nạp. Thành ra vấn đề này tính sau đúng không? Nói chung là thường mình đã xác định quay tướng mình luôn quay kiểu 10 lần liên tiếp chứ mình không quay theo kiểu ít đâu. À ở đây mình thấy là sau khi bạn chiêu mộ nhiều lần nên cái phẩm chất nó sẽ khác biệt nhé. Lúc nãy mình nhớ là mua 10 lần thì cho phẩm chất chắc chắn là tướng 4 sao. Còn bây giờ mua 10 lần xuống còn tướng 3 sao thôi.
Vậy như vậy là cái này sẽ thay đổi qua số lần bạn mua nhiều mua ít thôi. Để biết chơi qua một chút như thế. Tức là quay ra ngoài tiếp sự kiện nhận thêm quà nào. Chiêu mộ cao cấp này, nhận quà đi. Được thêm những cái viên đá để mình nâng bồi dưỡng lên thôi. À đố vui tiếp này. Câu số 4. Ai là Kizaru à? À nhìn form dáng thì chắc chắn rồi, cái điệu bộ này đánh ở đảo Sabaody đây chính là Kizaru này. Đây dáng này dáng của Ivan, đây dáng của Sanji cầm thuốc ở Sanji không? Ở đây kiểu BD béo 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 này là dáng của Ivan. Và đây chắc chắn là dáng của Kizaru đây rồi. Tức là đây có ngoài câu hỏi về kiến thức, nó còn câu hỏi về dạng hình ảnh nữa. Đây chọn Kizaru thôi, xác nhận. Quá chuẩn luôn. Cái gì mấy câu đấy quá easy với mình. Xem One Piece bao nhiêu năm thì nhớ tên nhân, đọc tên nhân vật có thể mình không đọc được vì tên nó dài quá nó khó đọc, nhưng mà nhìn hình là phải biết. Đội hình, quay về đội hình. À, bồi dưỡng Luffy một chút đây, đủ đá này. Chắc mình nên mình đang thiên hướng mình thì mình thích chơi dồn từng tướng một hơn, thì mình đang muốn thiên hướng dồn Luffy lên hơn. Nhưng không biết có nên dồn không nhỉ? Thực ra về mặt cơ bản cấp các tướng là đã ăn, mình có tướng mới Robin, mình chơi thử Robin đi, 4 sao cơ mà. Đột phá thử đi. Trong video này mình đang đánh mức độ rất là dễ, mình sẽ chưa phân tích từng tướng một, và trong video mình trải nghiệm số tính năng đầu game trước, mình sẽ chưa nặng nề vấn đề là từng tướng một thế nào. Nhưng mình thấy một điều là khi bạn nâng cấp lên cao ấy thì cái phần viên đá sẽ khác biệt. Như vậy viên đá xanh kia anh chẳng giữ làm gì, mình sẽ nâng một chút con ví dụ con Zoro đang phẩm chất 4 sao này, mình sẽ nâng con này một chút. Tới cái đá này lên cao sẽ thay đổi đến đá khác, mà nó sẽ cần là ba loại đá và một cái bình thôi, và lên cao cái đá sẽ đổi màu khác nữa, thành ra cứ dùng thôi. Ok, tạm thời nâng cấp như thế, lại chui ra ngoài tiếp. Đang trải nghiệm ở đây, như mình thấy đây tổng cộng là 6 ô trống. Và như vậy tức là game này cho bắt cho phép bạn dùng tối đa là 6 người. Tối đa là 6 người. Ở đây hiện tại kiếm thêm 2 tướng nữa là đủ. Ở đây cho thêm Robin vào và thêm Buki và nữa là đủ 6 tướng. Và như vậy tức là khi bạn trải nghiệm đầu game, nếu như bản chính như này ấy, thì chắc chắn bạn sẽ có sớm được 6 tướng thôi. Chẳng qua mình vừa chơi vừa thong thả mình đọc ấy thì nó hơi lâu một tí. Còn khi bạn chơi cách bình thường thì nhanh chóng đủ 6 tướng. Còn chẳng qua là 6 tướng nó mạnh hay không thì tùy nhân phẩm từng bạn thôi. Nên đây đủ 6 tướng rồi. Tiếp tục vừa ra ngoài tiếp vào chỗ thuyền trưởng, mở tính năng thành tựu. Nhận quà, chỗ nào báo đỏ thì nhận quà thôi. Mà quà đâu ta? Ở đây nhận cái này à? Tốc độ cộng 15 mình chưa hiểu cái này cộng cái gì lắm, nhưng cứ nhận thôi. Đúng không? Mình chưa hiểu lắm. Chắc là tốc độ để tính cho xếp hạng để nhận quà. Nhiệm vụ tiếp thì sáng lên thì cũng nhận quà đi. Chả hiểu gì cả, nhưng nhận quà đã đến kia sau. Sau khi nhận hết quà ta quay về đi map tiếp. Một giờ hiện tại với cấp hiện tại của mình tối đa tích được khoảng 70 cái bánh 70 cục thịt. Mỗi cục thịt nó giống như cái lực để bạn đi đi đánh map ấy. Thì bạn nói chung là chắc là để vượt quá tăng chậm mà không tăng nữa. Còn để dưới chắc sẽ tăng theo thời gian. Thường các game như thế. Rồi cái này chắc về sau lên cấp cao chắc giới hạn sẽ được tăng lên. Chứ 70 cục cảm giác hơi hơi bé. Chỗ hướng dẫn này có gì không nhỉ? À hướng dẫn này chính là cái tính năng chỉ hướng dẫn combo đây, chính là cái tính năng liên kích nãy. Không, cái này tắt đi, chưa đủ cấp. Quay về đố vui tiếp à. Câu số 5. À câu này cũng dễ. Ai là Beppo? Thì nhìn hình ở đây mình có thể đoán được, ở đây ví dụ như ở đây chắc chắn đây là Beppo là con gấu rồi. Cái hình này mình nhìn không chắc chắn lắm, đúng không? Hình này không chắc chắn lắm, nhưng chắc chắn đây con gấu là con Beppo rồi. Còn đây là giống là Brook, đúng không? Và hình này thực sự là cái góc này là cái góc mà kiểu cái ảnh hình có cả hình khói ấy, thời gian đang bị mờ đi một chút thì mình không dám chắc người phụ nữ này là ai. Nhưng mình chắc chắn đây là nữ rồi, nhìn tóc là chắc chắn là nữ rồi. Nhưng mình không còn quan tâm là ai. Vì người ta hỏi đây hỏi Beppo, mình chọn Beppo thôi. Ok, đúng 100%. Rồi tiếp tục. Ở đây hiện tại mình quay video nó cũng hơi dài đấy, mình không biết nên dừng chưa, vào chiêu mộ tiếp à, lại cho chiêu mộ tiếp à. Nó cho chiêu mộ thì chiêu mộ, không cho thì thôi. Mà thôi cái này từ từ cũng được. Nó cho mua một lần nó báo chấm đỏ cái chiêu mộ cho xong đi thôi, chứ còn nó chẳng nặng đấy đâu. À này, trong quá trình chiêu mộ có thể được cả cái vật phẩm liên quan đến nâng cấp tướng nhé, chứ không nhất thiết phải là tướng, có thể được cả vật phẩm nâng cấp tướng. Ok, quay ra ngoài đi. Đi nốt cho nó hết lực đi đã nhỉ, lực nó hơi nhiều rồi. Quay về tính năng thám hiểm đi tiếp map nhé. Chắc thì chơi thêm lúc nữa xong mình tách thành các video nhỏ nữa thôi, tại vì có vẻ nó hơi nhiều. Nhưng alpha test có sao tận dụng, sao test được nhiều chứ có thể cho các bạn. Một lần đấy tiêu 6 thể lực, 6 thể lực là 6 cái cục thịt nên thành ra tốn chắc hết nhanh thôi. Đi hết thể lực thôi. Thể lực thì mình nghĩ chắc sẽ mua được bằng kim cương cái gì đó thôi, nhưng mà tí nữa mình sẽ mua thử xem. Vì đây bản alpha test chẳng tiết kiệm làm gì cả, cứ thoải mái thôi. Đây xem có nhân lên 3 không? Không nhân lên 3 thì hiện tại tốc độ tối đa của mình hiện tại chỉ là nhân 2 nhé. Còn về sau lên được 3 không mình không biết. Và vấn đề về các kỹ năng từng tướng một sẽ làm video khác nhé. Video là trải nghiệm thôi. Trải nghiệm đoạn đầu đó. Nói chung thì thấy khởi đầu không vấn đề gì cả. Chơi cũng đơn giản, nhẹ nhàng, dễ hiểu. Và qua ấn hơi ngu ngu tí chỗ liên kích lúc nãy đánh hơi lâu. Còn những cái khác còn thấy cảm giác khá là dễ hiểu. Nó chưa có gì khó khăn cả, game nhẹ nhàng, dễ hiểu.
Và quan trọng vấn đề về sau này thế nào thôi. Hiện tại chơi game chưa khó khăn gì cả vì đánh toàn thắng, đúng không? Mình tướng thì cũng tạm thời coi là tướng ngon đi. Và đánh lúc đầu địch nó yếu, đánh toàn thắng thì mình chưa thể biết được tương lai thế nào. Còn khởi đầu nhẹ nhàng thôi. Nói chung là khởi đầu dễ cho người ta có hứng thú chơi. Nhưng mà mong sao vấn đề dễ đừng có dễ quá nhiều, đúng không? Tức là dễ khoảng tầm vài map đầu thôi. Mấy map sau khó một tí, bắt đầu suy nghĩ một tí. Là cảm giác mình có trí tuệ một tí, đúng không? Chứ là kiểu nó dễ từ đầu đến cuối thì không hay lắm. Ở đây mình chưa biết đoạn sau có khó không, mình trước mắt giờ đấy đánh auto win thì cứ đánh tiếp thôi. Ở đây hiện tại cũng chưa có sự can thiệp nhiều của trang bị gì cả, đúng không? Bây giờ vấn đề liên quan vấn đề là kiếm tướng, nâng cấp tướng và đi tiên đi tăng sao thôi, chứ chưa làm gì nhiều. Nói chung là đây chỉ là đoạn đầu game nên chưa nói đến điều gì nhé. Thôi từ từ đã. Tôi let's go thì báo cái gì đây? Ở đây bắt vào đội hình trước à? Trong đội hình mở bồi dưỡng để cường hóa thuyền viên. Bồi dưỡng thêm cho kỹ năng à? Nói chung ở đây có vẻ như trong tướng sẽ có nhiều kỹ năng. Mình sẽ nâng cấp kỹ năng lên để tăng sát thương gây ra thôi. Mình hiểu nôm na thế. Tôi cứ vào nâng thôi. Bảo nâng thì mình nâng. Rồi cộng lên thế này sẽ tiêu hao. Trước mắt giờ mình thấy chỉ tiêu hao mỗi đồng berry thôi. Như vậy thấy trước mắt là có mấy tính năng dùng đến Belly đấy. Vì sợ đồng này về sau sẽ thiếu nhiều ấy. Buki báo nâng thì có thể nâng lên một chút cũng được. À rồi báo đột phá. Đột phá nhẹ lên một chút thì cũng được. Nói chung là tướng mình hiện tại cũng tương đối nhiều tướng rồi đấy. Đủ tướng để dùng thôi, chưa phải nhiều. Nói chung là giới thiệu tính năng thôi. Có nên đột phá, có nên đi vào ấy tiếp nhỉ? Nên bồi dưỡng thêm chút con Luffy nhỉ? Xem chỗ kỹ năng có được nâng không ạ? Có nâng lên tí à? Cấp 3 là mắc thì nâng, mắc là cấp 3. Từ cái cấp bồi dưỡng này sẽ theo cái cấp của cái level bạn nhé. Ví dụ đây mình thấy tướng mình là cấp 3 chỉ nâng lên cấp 3 thôi. Còn số lượng cái mở khóa thì khi bạn đạt đủ điều kiện ấy nó sẽ mở khóa thêm kỹ năng cho bạn. Thì bạn cứ nâng max lên thôi. Mình nghĩ là đầu game thì tài nguyên đang nhiều thì nâng không tốn mấy. Nhưng về cuối game thì sẽ xét là nâng con gì thôi. Còn bây giờ đang alpha test thì nâng hết đã. Giờ đang Robin nâng cấp lên chút. Robin đây mình đã mở được nhiều hơn rồi, nên nâng cấp lên chút. Do vấn đề mình đột phá nhiều hơn. Cấp kỹ năng đã đẩy ở đây vì có Robin mình cấp 2 thôi. Chỉ cần bằng con cùng là tướng nhưng mà có con kiểu mình có sớm mình cấp nó cao hơn con có sau ấy, thì đôi khi nó chênh một chút không sao. Rồi chopper cấp 4 này nâng lên cấp 4 này. Chứ cái này dễ hiểu đúng không? Không có gì khó lắm. Hãy tăng sao thuyền viên ở à? Cái này kỹ năng tuyệt kỹ này hãy tăng cấp sao thuyền viên lên. Thế đây hiện tại mình chưa tăng sao, chưa cho phép dùng kỹ năng này lên. Cấp tăng cấp sao ở đây mình chưa có mảnh nên mình chưa lấy được. Tiến sao đây có một mảnh chưa đủ không? Thì từ sang con khác. Nói chung con chỗ nào cho nâng thì mình nâng thôi, không cho nâng thì từ từ cũng được. Nói chung là bây giờ mình chỉ có mấy tiếng này để chơi, mình cứ nâng hết lên thôi. Được rồi, Luffy rồi không? Robin rồi, Buki nữa. Chả mất gì cứ nâng thôi. Ok, như vậy là tướng nó tạo thời mạnh lên chút rồi. Hiện tại chưa có gì can thiệp bởi sự may rủi như kiểu tẩy dòng gì cả đấy. Thì ra là hiện tại là nâng vậy là hết cỡ rồi. Rồi còn chui ra đánh tiếp. Chỗ let go được báo cái gì đây? Nói chung ở đây thêm một số cái vấn đề như quà chiêu mộ đính tinh được thêm quà thì cứ nhận thôi, không cho gì nhận đấy. Ô được khá khá đồng berry đấy. Sao bên này thu thập có được thêm gì không? Chỉ là giới thiệu thôi. Điểm danh tiếp nó có thêm cái gì không? Nhận tiếp quà tức là lấp lánh, nhận được thì cứ nhận thôi, không nhận được thì thôi. Cái nào nhận được thì nhận, mấy cái này lấp lánh thì không nhận được. Ok, tiếp tục ở dưới này chỗ nhiệm vụ nhận thêm quà tiếp đi. Chứ cứ nhận quà nhiều nhiều thôi, không chả mất gì, mình cứ nhận đi. Còn về sau dùng thế nào tính toán sau. Đố vui tiếp. Ồ, này rất nhiều cái liên quan đến cái vấn đề về hình ảnh nhé. Tức là bạn rất khó để xuất thu gồ đấy. Để chơi hình ảnh này bạn phải bản chất bạn hiểu trong đầu. Còn nếu mà không hiểu trong đầu thì gần như không thể xử lý được. Ai là Rebecca? Ở đây nhìn sơ sơ ở đây có thể đoán được. Nhìn cái bóng này có thể đoán được là con cuối cùng là Rebecca. Tại vì sao? Tại vì cái bóng này mình nghĩ ở đây rất giống cái dáng của Vivi. Vì mình khởi đầu game có con Vivi. Thành ra mình rất giống cái dáng Vivi đang cầm cái chuỗi hạt. Có thể mình sẽ nhầm nhưng mà mình thấy giống dáng của Vivi. Còn cái chỗ đầu giống cái dáng của Mr. 1. Mình thấy giống dáng của Mr. 1 nhưng mà chưa chắc mình đã đúng đâu. Nhưng mình khẳng định chắc chắn là Rebecca là cái vị trí số 3. Tức là những cái vị trí kia mình không chắc chắn vì nó không hiển thị màu, mình không chắc chắn được. Nhưng mình chắc chắn là vị trí số 3 là con Rebecca. Xác nhận. Quá chuẩn đúng không? Quá chuẩn luôn. Là chiêu mộ này báo đỏ. Báo đỏ này vào chiêu mộ tí thôi. Nói chung cái gì cứ báo mình cứ vào mua tí. Bên chiêu mộ thường là Baby 5 và bên chiêu mộ đặc biệt là con Violet. Rồi ok nhé. Như vậy sơ sơ chút lại quay ra chơi tiếp. Thông thả thôi, nói chung mình thấy cái số lực nó hơi nhiều đấy. Lực nó hơi nhiều, mình ra phải đi xử lý cho hết lực đã. Nói chung là khởi đầu game nó không phức tạp lắm nên cảm giác chơi nó nhẹ nhàng, đơn giản, dễ chơi. Nhưng mà chưa biết là đến tầm nào bắt đầu nó sẽ khó. Tại vì đầu game nó giới thiệu tính năng, khi nó chưa giới thiệu xong tính năng thì thường nó chưa khó đâu. Bao giờ giới thiệu xong tính năng bắt đầu mới khó lên.
và bắt đầu bây giờ đánh nhiều nhịp hơn này, lúc này hình như bắt đầu giai đoạn đánh nhiều nhịp hơn, trước chỉ đánh một đội quân, bây giờ đánh nhiều đội quân hơn, kiểu thế. Nhưng mà nói chung đánh thì cảm giác vẫn win từ bình thường, cứ để auto thôi. Bao giờ không win thì bắt đầu suy nghĩ việc là dùng kỹ năng kiểu gì. Bây giờ đang đánh auto được thì đánh auto thôi. Bây giờ mình chỉ đủ đúng 6 tướng cho 6 slot ấy, thì ra mình chưa phải nặng nề vấn đề chọn tướng. Còn về sau khi mình ví dụ như kiểu là mình chỉ có 6 slot, mình có 7 tướng thì mình sẽ suy nghĩ việc vứt con nào ra. Còn bây giờ mình chưa cần suy nghĩ nhiều, mình chưa muốn làm tướng vội. Với mình tận 5 giờ chiều mai hết alpha test ấy, thành ra mình chưa vội làm gì, không? Cứ từ từ thông thả thôi. Bao giờ hết alpha test mới vội, chứ còn bây giờ chưa hết alpha test thì cứ từ từ. Đây, alpha test sau nó cũng reset, mà dù đúng hay dù sai thì đến lúc alpha test xong nó cũng sẽ reset mất tích cơ. Thành ra là kệ thôi. Đánh cái bọn quân mèo chuẩn bị đánh Kuro. Nói chung là game này sẽ đòi hỏi bạn phải có chút kiến thức về One Piece thôi. Mà chắc chắn người chơi game này người ta thích One Piece rồi. Để ra vấn đề Mỹ là không có gì quá khó đâu. Câu hỏi đúng là nó cũng hơi khó Google đấy, tại vì câu hỏi liên quan đến hình ảnh mà. Nhưng mà tôi được cái là nó cũng dễ đoán, nãy giờ mình chưa gặp câu nào quá khó. Các câu hiện tại thì đấy đoán tương đối dễ, để ra cũng không vấn đề nặng nề lắm. Thật ra nếu có hỏi về mình chữ ấy, thì bạn lên hỏi dễ hơn. Và câu hỏi hình ảnh thì thực ra bây giờ có Facebook cũng chả khó lắm. Bạn cần chụp cái hình ảnh đấy lên và vứt lên Facebook, bạn nhờ ai đó biết thì người ta trả lời hộ cũng được. Chẳng qua bạn tự trả lời được cái nhanh hơn thôi. Còn không bạn sẽ hoàn toàn có thể chụp ảnh màn hình lại. Các bạn đi bạn hỏi vẫn là vô tư thôi. Không gì quá khó cả. Nên cái gì có cách giải quyết cả thôi. Không gì quá khó. Đi map cho mình những cái viên đá để mình nâng bồi dưỡng lên. Tăng tướng lên chút. Lại chỉ cái nạp đầu à, nhận ngay à. Mà con nào quái mà nhận thôi, chui ra thôi. Lễ hội cái gì đây, chả biết là gì. Nói chung là thêm những cái để nhận quà thôi. Sang bên này nhận tiếp này. Bạn thấy cái chấm đỏ sáng ở đâu vào đấy bạn nhận quà nhé. Một là cho bạn giới thiệu bạn tính năng, hai là cho bạn nhận quà thôi. Thì một trong hai trường hợp ấy thôi. Thì mình cứ làm sao cho hợp lý là được. Quay về chỗ đội hình tiếp. Chỗ VV báo chấm đỏ thì chắc chắn sẽ nâng được cái gì đó. Ấn vào bồi dưỡng để nâng tướng một chút này. Tất nhiên bây giờ mình đầu game cứ nâng bừa tí. Còn về sau khi bạn đã có kinh nghiệm, bạn sẽ chọn tướng nào thật sự chất bạn mới nâng. Tại vì nếu bây giờ thì đầu game ấy đi map đang dễ, đôi khi bạn chỉ cần một tướng cân cả team không? Nhưng về sau bạn sẽ cần nhiều tướng hơn, bạn tích tài nguyên bạn nâng cơ tướng mạnh, về sau bạn đánh cho dễ hơn ấy. Còn bây giờ đầu game mình chưa biết gì cả, mình cứ nâng hết cả, có bao nhiêu nâng bấy nhiêu thì mình chưa biết gì cả. Nói chung hết cái lại vào đố vui tiếp. Câu số 7, không biết cái này trả lời một ngày 10 câu hay trả lời vô tận thì không biết nữa, vì trước mắt là 7 câu chưa hết. Người được mệnh danh là hoàng tử hải tặc là ai à? Trả lời chính xác à? Luffy, Cavendish, Gelge. Thực ra trong này hoàng tử hải tặc mình nghĩ chắc là Cavendish thôi. Thì ông đấy cảm giác ông hay tự hào, ông cầm bông hoa hồng. Cái thằng mà cầm kiếm cưỡi ngựa có cái cầm hoa ấy, thì hay lúc ngủ biến thành con quái vật ấy. Thì mình nghĩ ở đây Luffy chắc chắn không phải hoàng tử rồi. Luffy thằng ngây thơ, nó không phải hoàng tử. A nó kiểu là nó gọi là kiểu hỏa quyền rồi đúng không nhỉ? Cái con Gelge nhất thời mình không nhớ là ai, chắc chắn mình Google ra tên thôi. Nhưng mình nghĩ cái này không nổi lắm, mình nghĩ chắc là Cavendish ấy. Thì ra mình chọn Cavendish theo loại trừ thôi. Mình nghĩ chắc cũng không sai đâu. Mình vẫn chuẩn lắm không? Đôi khi mình không nhớ hết các tên các nhân vật trong game, à trong chuyện, nhưng mình có thể loại trừ được. Ok nhé. Tiếp tục đến vấn đề tiếp theo, rồi tiếp tục đi vào tiếp thám hiểm rồi. Nói chung cho bạn xem trải thực trải nghiệm chân thực nhất để bạn quyết định xem chơi game này hay không. Và nói chung các bạn cho mình biết là bạn quan tâm game này hay không nhé. Tại đôi khi mình rất sợ làm game ra mà chả ai xem. Vì game của mình trên kênh mình khá nhiều game đấy. Thì mình cũng biết là mọi người có thích game này hay không. Để cũng biết lối thu xếp cho nên chơi hay không. Còn nói chung là đôi khi cũng không nhất thiết phải có tiền mới chơi đâu. Đôi khi mình không tiền thì mình thấy cảm giác các bạn thích thú thì có thể mình vẫn sẽ chơi đấy. Nhưng mà mình đang xem xét đã. Nên là có gì các bạn cứ chú ý. Có gì cho mình biết cảm nhận các bạn nhé. Có gì trong quá trình mình chơi có gì mình hiểu sai, có gì có thể gợi ý cho mình để mình sửa không. Thì đôi khi mình mới tiếp cận đến game thôi. Nói thật là nhiều cái mình chả biết đâu. Để qua các bạn nếu biết thì các bạn chỉ cho mình thì mình sửa. Ra qua quá trình là giao lưu học hỏi thôi. Học tập nhau là chính ấy. Trong alpha test thì mình chả sợ gì cả không? Alpha test cứ nhiệt tình mà chiến thôi. Chẳng qua mình không có thời gian nhiều, mình không chơi được nhiều thôi. Nhưng mình đang cố gắng thu xếp thời gian tranh thủ mình đang quay đêm, bây giờ hơn 0 giờ sáng nó cố gắng quay tiếp. Ở đây hỗ trợ mình thêm những bình để mình tăng cấp. Thế là cái này nói chung là mình bạn hiểu hôm nay ở đây là giúp bạn lên cấp nhanh thôi. Rồi ấn thử đây nhé. Đây bạn thấy lên cấp 5 này. Ấn tiếp lên cấp 6 mà. Nhưng mà cái bình này quan trọng là nó có tính level bên ngoài, mình sẽ ra bên ngoài chút.
Tại đây chắc là mình nghĩ là nó sẽ theo level bên ngoài. Ví dụ đây bên ngoài mình thấy ghi ra mình đang cấp 9, tức là mình nghĩ là sẽ tăng tối đa lên cấp 9 để cho tướng. Rồi quay về trong tướng nhé. Ví dụ mình xem thử Luffy lên tối đa cấp 9 đúng không nhé. Đúng, tức là mình là hiểu đúng nhé. Đây, tăng cấp này cho lên cấp 9 nhé. Cái bình càng về sau phẩm chất càng cao tăng được càng nhiều, hiểu không nào? Đây lên cấp 9 nhé. Bây giờ đã đạt cấp 9 mà đấy nhỉ? Đã đầy cấp không nhỉ? Tức là cái cấp này là cái cấp của nhân vật trong tướng và cho đội hình của mình. Còn cái cấp của mình, cái giới hạn cấp mình là cái cấp bên ngoài của tính năng để cho avatar của bạn. Avatar của bạn hiện tại đang cấp bao nhiêu thì nó tướng bạn tối đa là cấp bấy nhiêu. Cái bình nó giúp bạn nâng cấp tướng cho nhanh thôi, không có gì nhiều cả, đúng không? Nói chung nó đơn giản như vậy thôi. Tiếp tục bây giờ sang chỗ chiêu mộ này, bảo báo tiếp này, chắc vào chiêu mộ thường tiếp thôi. Nó cho báo đỏ mình vào ấn thôi, chả vấn đề. Đầu tiên cái bình thuốc kinh nghiệm vàng đúng không? Cho cái này giúp bạn nâng cấp tướng nhanh, mình nghĩ là bình đấy nên giữ lại vì sao có những tướng ngon nâng cấp cho nhanh, đúng không? Còn những con tướng bình thường cứ từ từ đã. Đặc biệt là khi bạn đi map mà chưa kẹt thì bạn chả vội làm gì. Nên là quay về đi map tiếp thôi. Chưa kẹt map thì không cần phải vội. Cái này qua nhận gì đó thì nhận luôn đi. Rồi thêm những cái mảnh tướng này, thêm những cái viên đá tăng cấp này. Nói chung là các game thì hơn nhau ở chỗ bạn đã biết quản lý tài nguyên tốt hơn thôi. Bây giờ mình đang chơi test, mình không cần quản lý tài nguyên nhiều. Nhưng mà khi mình chơi bản chính thức ấy, là mình phải sao tính toán quản lý tài nguyên sao hợp lý thôi. Còn thế nào hợp lý phải chơi thử mới biết được chứ. Phải làm sai vài lần mới rút ra kinh nghiệm được. Tức là không ai biết trước cái gì về game đâu. Kể cả bạn chơi trước bản nước ngoài rồi một ngày đẹp trời bạn không chơi nữa thì bạn cũng sẽ không nắm được đâu. Thành ra cứ chơi từ từ sẽ rút ra kinh nghiệm dần dần thôi. Ông nào chơi trước nhiều thì sẽ lợi thế hơn một chút lúc đầu game, nhưng mà về cuối game thì vẫn là ông nào có biết cách sắp xếp sẽ lợi thế hơn nhiều thôi. Còn đầu game thực sự thằng nào chơi game trước rồi sẽ lợi hơn đấy, để nó biết trước tương lai game có gì ấy. Các game mua bản quyền về thường sẽ có, thằng nào chơi trước thường sẽ biết trước nhiều, mà cũng không quan trọng đâu, nó chỉ hơn nhau lúc đầu game một chút thôi. Có ăn nhau chơi đường dài, bạn biết trước nhiều bạn chỉ chơi khoảng 1-2 tuần bạn chán mà nghỉ game ấy thì cũng không bằng cái thằng chơi lâu đâu. Thằng chơi lâu nó vẫn là cái gì đó huyền thoại đó. Còn nếu mà chơi lâu mà có thêm cả kinh tế, có cả thêm cả tiền vào nữa thì càng chất lượng thôi. Mà mình không biết là có duyên với game này không, mình không biết. Đang chờ xem cảm nhận mọi người đấy nào. Ở đây mình đang tranh thủ quay Alpha Test. Nói chung mình không biết là một ngày game này sẽ tiêu tốn bạn bao nhiêu thời gian nhé. Tại vì đầu game thường nó cho bạn đi map rất là dài. Nhưng rồi đến một ngày đẹp trời map sẽ ngắn lại thôi. Thành ra khi bạn đi vượt hết các map rồi sẽ nhẹ nhàng hơn thôi. Ra mình cũng không biết là trải nghiệm mấy ngày đầu game mất bao nhiêu tiếng. Còn về sau các game thường sẽ mất khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng là sẽ chơi xong các nhiệm vụ trong ngày nữa. Để bảo đi làm việc các thứ đó. Chứ mình không thể chơi quá nhiều được. Ở đây trong những ngày đầu tiên của game thì kiểu sợ nó có nhiều cái để làm đó. Bây giờ mình sẽ mở thêm tính năng trang bị này. Ở đây trang bị đây như đây không biết là trang bị cố định rồi. Mình cảm giác đây là trang bị cố định, mình việc vụ của mình chỉ là tăng cấp trang bị lên thôi. Đấy thì cho tăng cấp lên này. Tăng cấp nhanh này. Tăng cấp nhanh thì cho tăng luôn bằng cái cấp của mình đang có. Và cái tăng cấp thường thì chỉ tăng cấp một nhịp. Và tăng cấp nhanh thì tăng cấp bằng cấp tăng có luôn. Và đây là tất cả trang bị đây là cố định sẵn nhá. Thế mình không có khả năng can thiệp trang bị. Ý là thời điểm hiện tại của game. Đó, cái cần tăng cấp lên chút nữa. Tăng cấp sẽ tiêu tiết đồng belly của bạn. Như vậy belly sẽ tốn rất nhiều thứ. Cần tăng lên một chút đi. Hiện tại nó chưa cho mình can thiệp nhiều vào đồ, chắc phải sau thức tỉnh bắt đầu mới can thiệp vào dòng đồ chứ. Hiện tại chưa can thiệp dòng đồ thì mình cứ tăng lên thôi. Khi bạn chưa can thiệp được nhiều mình cứ tăng lên thôi, và ưu tiên tăng con tướng phẩm chất cao đi. Tại chắc là các tướng phẩm chất cao chắc có cái giá trị nhất định đấy, không phải tự nhiên phẩm chất nó cao đâu. Mình tăng Zoro một chút đi. Kiểu mấy cấp đầu tiên nó tốn ít thì cứ tăng mắc đi cũng được. À bắt đầu hết vật phẩm rồi. À không vẫn tăng được. À, tức là trong quá trình tăng cấp mình lên cấp 10 vẫn được phép đột phá cường cái ngọc gì đó. Cái ngọc này hiện tại bây giờ mình chưa có, từ kiếm sau. Khi mà tăng một cấp chưa có gì, mà tăng lên cấp 10 bắt đầu hiện ra cái ngọc vật phẩm để đột phá. Như vậy đột phá để giúp mà tăng cái sức mạnh của cái đồ lên thôi. Bây giờ chúng ta cứ test qua một chút vậy, ra ngoài tiếp. Đột phá chopper một chút. Trong quay chỗ nãy như chỗ kỹ năng của nó mình chưa nâng nhiều. À vẫn chưa cho nâng à, chưa cho nâng thì thôi từ từ cũng được, nâng cái này trước đã. Trông cũng phứa một tí rồi thì tại cũng chưa thấy thua. Lễ hội nhận thêm quà tiếp phải nhận thôi. Thực ra bạn là muốn nhận quà luôn, đọc hết điều kiện xem yêu cầu gì nhé. Đây mình chơi test một tí thì mình chưa đọc hết cái điều kiện đâu. Dù nó bảo yêu cầu vượt đải bao nhiêu, bạn vượt xong ải đó mình sẽ nhận được quà, kiểu thế. Bạn đọc để bạn biết lối và nhận quà đó. Có đầu tư cái gì đây? À này liên quan tới nạp thẻ mua thứ linh tinh thôi bỏ qua không? Mấy cái này mình mua. Như vậy cái này mình chưa mua. Thôi kệ đi. Ở đây mình đã đủ điều kiện cấp để mua cái này rồi nhưng mình không có tiền thì mình thôi. Chui ra, đố vui tiếp nào.
Đố vui thấy cũng hơi hơi vui vui đấy. Tiếp câu số 8 về One Piece. Người có ước mơ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới là ai? Câu này chắc chắn là Zoro, chả có gì không? Merry được cái ông bồi bàn sao, Robin là ước mơ khảo cổ, Big Mom ở đây là tứ hoàng rồi thì chắc chắn là Zoro rồi. Nói chung câu hỏi này khá là dễ, mặc dù không đòi hỏi phải đọc quá nhiều One Piece đâu, chỉ cần biết một chút xíu về One Piece thì sẽ trả lời thôi. Giờ mở tính năng thuyền trưởng là có gì đây? Thuyền trưởng đây là chọn thuyền trưởng ra. Thuyền trưởng khác gì nhau nhỉ? Cái tính năng hiện tại mình chưa biết là gì nhá. Tính năng thì biết, tính năng thuyền trưởng biết vậy thôi mới chui ra ngoài đấy, chưa hiểu là cái gì. Có thuyền trưởng đấy ý vậy là sao nhỉ? Hay bắt mình dùng thử Nami à? Ở đây chỉ giống như kiểu là chỉ thay đổi nhân vật thôi, có gì đâu. Nhưng mà cái này phải tăng được cái gì đó nhỉ, nó vẫn đang báo chấm đỏ ra, phải tăng cái gì đó. Ở đây chấm đỏ đây, ví dụ mình có Buki này, tức là kiểu các nhân vật mình có thể kích hoạt lên chút thôi. Nó giống như kiểu là bạn sưu tập tướng ấy, bạn sưu tập được nhiều tướng mà kích hoạt tăng chỉ số nữa. Có này có tăng chỉ số không ta, hay chỉ kích hoạt thôi? Mình xem có kích hết nhá. Ví dụ ở đây ví dụ một con tướng này sẽ kích hoạt là chưa có tướng không? Chưa có tướng chưa kích hoạt được. Ví dụ con Chopper thì có rồi thì kích hoạt đây này. Ở đây trước mắt khi ấn vào không thấy thay đổi gì cả thì mình cũng không biết là cái này có ảnh hưởng nhiều đến thuộc tính không. Thì chứ bao giờ cứ cho kích hoạt lên thôi. Là những con tướng mình có trong danh sách này mà mình có mình sẽ kích hoạt lên được. Ví dụ đây có Robin kích lên tí này. Nên chung là giới thiệu tính năng thuyền trưởng như thế. Và đó là cái con đại diện đứng đi đồng hành cùng mình. Thế lúc đầu cho mình auto con Luffy, bây giờ bắt đầu có thể thay thành Robin tới linh tinh. Đấy, có thể di chuyển Robin nhưng mà thấy di chuyển hơi sượng sượng nhỉ. Ủa sao không di chuyển được vậy thôi? Thấy di chuyển hơi sượng sượng nhé. Không biết là do giả lập hay do game nhưng mà thấy di chuyển hơi sượng sượng. À đây đây có cái có thanh di chuyển đây. Mình quên không để ý thanh di chuyển. Đây mượt rồi. Nó phải di chuyển bằng thanh di chuyển. Rồi ok, cái thanh di chuyển nhìn nó hơi mờ mờ tí mình nhìn không rõ lắm nhé. Cái này di chuyển tí đi vi vu một tí không? Ok. Vẫn còn nhân vật mình chưa kích hoạt à? Đây còn Zozo này. Còn Vivi nữa. Cứ kích hoạt hết tôi mình chả biết có mạnh hơn gì không, kích hoạt hết đi. Đấy con kích hoạt mình thấy chả mất gì cả, cứ kích hoạt lên thôi. Còn sau nó tăng được cái gì không thì không biết. Chắc hết đấy, chắc là cho Robin nhân vật chính ấy. Rồi như vậy xong chỗ thuyền trưởng nha, chỗ chiêu mộ này báo tiếp để chiêu mộ thường tí nhá. Chưa cứ từ từ nghiên cứu tính năng dần dần nữa, không vội gì cả. Hôm nãy mình hình như cái này chỉ là 70 giờ lên 78, tức là khi bạn lên cấp cái giới hạn lực của bạn sẽ tăng lên nhé. Thì ra cứ từ từ lúc đầu hơi cực một tí kiểu lực nó hơi nhiều ấy, về sau từ từ sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ là cố gắng nâng nhiều nhất có thể thôi, còn nâng được bao nhiêu thì nâng, cố gắng thôi đúng không? Tài nguyên nó có hạn nên nâng được bao nhiêu thì nâng thôi. Chắc mình nâng mấy con phẩm chất S thôi. Hoặc mấy con kiểu nhiều nhiều sao tí mấy con kia chắc chưa nâng bộ. Rồi sao đổi tướng cũng không có nguyên liệu nâng ý. Rồi như vậy sau khi mình thấy bên ngoài giao diện là hết cái chấm đỏ mình sẽ tiếp tục quay về đi map tiếp. Cuộc sống chỉ đánh quay như vậy thôi. Nhận thêm quà đi. Đây mình thấy điều là sau khi mà đi map đây sau khi mình đi qua có thể càn quét thêm để lấy thêm quà nhé. Mà đây tại vì map mình chưa kẹt thì mình tiếp tục đi tiếp map thôi. Bao giờ kẹt map đầu ví dụ đến một cấp nhất định ấy mà chưa đủ điều kiện đi map tiếp theo có thể càn quét một chút để lấy thêm vật phẩm đúng không? Hay đơn giản là muốn nâng cấp một thứ sớm mà cái map nó có cái vật phẩm nó đang cần thì nó có thể càn quét nhiều lần được. Nói chung là map cảm giác vẫn rất là dễ, tướng thì gần như vẫn rất là ok, chưa vấn đề gì lắm. Ở đây game như cũng tính theo tốc độ, ví dụ thằng nào tốc độ cao hơn chắc đánh trước chứ. Ví dụ đây mình thấy tốc độ 120 địch có tốc độ có không thì ra mình thấy mình toàn đánh trước thôi. Có thể đánh đánh trước đánh sau để tính theo tốc độ. Cái này mình chưa hiểu lắm mình đang đoán như thế. Cái này đi nghiên cứu từ từ mình cũng chưa biết được. Mà không biết từ giờ 5 giờ chiều mai có rảnh để nghiên cứu hết không. Để sắp sửa đóng server. Nói chung cố gắng nghiên cứu lúc đầu game, đoạn sau game mình tính sau không? Mình nghiên cứu được bao nhiêu thì nghiên cứu. Nói chung là trải nghiệm đầu game là khá nhẹ nhàng, dễ dàng nhé, không có gì phức tạp cả đúng không? Tất nhiên đây chỉ là alpha test thôi, mình thấy cảm giác nhẹ nhàng lắm.
Tức là sau khi mà đi xong ải chính sẽ ra tiếp ải tinh anh, và khi mà để mức nhất định nó sẽ ra tiếp ải ác mộng. Tức là trong một cái map sẽ có nhiều loại map khác nhau nhé. Cũng là cái map đó mà cái độ khó sẽ cao lên thôi. Tinh anh sẽ khó hơn chính, ác mộng sẽ khó hơn tinh anh, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đánh với Baby 5, sao đánh Baby 5 sớm đấy nhỉ? Đánh lúc cái ba Baby 5 đánh về nhẫn tâm quá. Đánh đánh gục từng em một thế này. Ôi vừa đánh tiếp lên 4 Baby 5 rồi, nhiều đấy. Nói chung là đầu game thì đánh vẫn nhẹ lắm nhé. Tinh anh ở đầu game chưa khó đâu, về sau bắt đầu mới khó dần lên. Nói chung là để auto vẫn win thì không phải sợ đâu, vẫn là rất là dễ. Bao giờ auto không win thì mới bắt đầu đau đầu. Bây giờ auto vẫn cứ win này, cứ kệ vậy thôi. Nói chung mình đi được khoảng tầm 1 tiếng rồi, mình cảm giác là game nó vẫn rất là dễ này, cũng hơi ái ngại tí. Là vấn đề thời gian hơi mất hơi nhiều, đúng không? Nếu bây giờ nó khó một tí thì mình suy nghĩ một tí nó hay hơn. Chứ bây giờ chơi cũng khoảng tiếng rồi, coi như tính năng cơ bản giới thiệu tương đối rồi. Nói chung là cũng không nên dễ quá này. Lại đố vui tiếp à? Vào tướng trước. Đấy, bây giờ bắt đầu có cái cục đá để đột phá, bắt đầu có thể đột phá trang bị này. Đấy ảnh đột phá này nhé. Đột phá này thì cái trang bị mình sao là được tăng sao một chút chứ. Chưa được tăng sao, đột phá đây chỉ giúp mình được tăng cấp tiếp thôi, chứ nó chưa giúp mình tăng thêm sao. Về sau chắc có thể là tăng sao nữa, mình thấy cái quyển sách về sau có thể tối đa 5 sao. Tức là về sau tức đột phá từ từ, về sau lên từ là tăng cả sao nữa. Có mỗi một cục thì ra chưa đột phá là nhiều, đột phá tạm vậy đó. Rồi tiếp tục bây giờ có thể gì đây, đi vào chỗ đố vui tiếp nào. Câu số 9 cũng về One Piece. Thuyền trưởng của băng hải tặc tóc đỏ là ai? Câu này quá dễ rồi, xanh còn gì nữa. Nhưng mà trong đây nó chỉ đánh vấn đề về lỗi chính tả thôi. Và đấy cũng là xanh nhưng mà nó viết sai chính tả một chút. Thì cái câu cuối đấy có vẻ chính tả đúng nhất này. Ý là chữ xanh nó đúng. Cái chữ Liro thì mình chả nhớ viết thế nào đâu, nhưng mà chắc chắn chữ xanh thì viết đúng, thì chắc chắn là suy luận ta thấy đáp án cuối là đúng rồi. Chọn thôi. Quá đơn giản thôi. Vẫn còn tiếp à? Nó đố vui nhiều đấy nhỉ. Một ngày không biết đố vui bao nhiêu câu, hay là càng rảnh nó càng đố vui nhiều không biết. Không biết là 10 câu ở giới hạn hay bao nhiêu thì không rõ nhé. Này cứ đi bồi dưỡng qua qua tí, nói chung là cho bồi dưỡng qua qua một chút thôi. Tôi vào chỗ nhiệm vụ nhận thêm quà, nói chung là khởi đầu game nó cho mình làm rất nhiều thứ đơn giản nên đi rất là nhanh. Giới hạn lực mới lên được 80, chắc phải giới hạn lực lên khoảng tầm 100 thì cho đỡ một tí. Không biết là bao nhiêu phút sẽ hồi lực không rõ lắm, hay là không biết có hồi lực hay không, nhưng mà chắc là sẽ hồi lực khi dưới số lượng giới hạn đấy. Thì mình chưa rõ là bao nhiêu phút thôi. Dù đánh bây giờ vẫn chưa khó thì vẫn đi nhanh lắm. Cái tốc độ mình như mình đánh càng nhiều nhận càng nhiều quà, tốc độ càng tăng lên, sao thế giờ tốc độ mình lên 125 rồi. Nói chung mặc dù là game 3D nhưng mà nói chung cơ bản thì đánh vẫn là đánh theo kiểu đánh theo lượt thôi nhá. Thành ra chưa có gì phức tạp lắm, có thể auto được. Thành ra có thể cầy cố được. Các game đánh kiểu điều khiển mình không có thời gian nhiều để điều khiển đâu. Nhưng mà game kiểu auto có thể cầy cố được. Nhưng đấy giờ đánh toàn 3 sao thôi, chưa có gì khó lắm.
Goro nó vừa đánh gây choáng Robin của mình này. Nhưng nói chung là vẫn còn nhiều máu lắm, không sợ đâu. Bắt đầu xuất hiện những cái hiệu ứng đầu tiên đúng không? Nó đầu game nãy giờ thì bạn thấy là như chỉ là tấn công luôn thôi. Bắt đầu bây giờ xuất hiện các hiệu ứng kiểu gây choáng rồi. Không biết trong game này có bao nhiêu hiệu ứng thì mình chưa rõ lắm. Hiện tại bắt đầu xuất hiện hiệu ứng đầu tiên là choáng rồi. Mà không biết là choáng này choáng trong bao lâu nhỉ? Thấy choáng hơi lâu đấy nhé. Không biết là choáng tính theo lượt hay là choáng tính theo thời gian, nhưng mà chắc là tính theo lượt. Tức là coi như chắc là choáng một lượt, chắc là choáng một lượt. Chắc là tính theo lượt thôi. Nói chung là vẫn khá đơn giản, chưa có gì phức tạp lắm. À, bắt đầu cái này bắt đầu đánh không được 3 sao, bắt đầu đánh không được 3 sao, bắt đầu chuẩn bị phải suy nghĩ rồi đấy. Đánh cái này không được 3 sao. Đây không biết là tính sao thì kiểu gì nhỉ? Ấn lại khiêu chiến thế nào. Đây mình thấy đánh chưa được 3 sao nhé. Rồi mình lấy mình không để ý xem nó có chết tướng nào không, mình xem lại một chút xem sao. Thử tắt cái auto thì đi đánh thủ công thì xem nào. Nhưng mình chỉ can thiệp đây, chỉ can thiệp một chỗ dùng skin rồi sao, chỉ dùng kỹ năng nộ sao, còn đánh thường như tự động đánh. Đấy đây đánh thường tự động đánh ấy. Cái này sẽ dùng ngủ con Zozo, mình sẽ thử dùng Robin đánh này. Cái này mình chưa hiểu điều khiển cái này kiểu gì đâu, nhưng mà đang ấn thử tí. Đang trong lượt của địch không? Đang trong lượt của địch. Rồi cho thử Robin đánh nào. Mình chưa đọc kỹ năng của tướng thì mình không nhớ tướng đánh kiểu gì nhé. Đây bắt đầu áp dụng cái này, hiểu áp dụng kiểu liên kích cái thứ vào. Đây bắt đầu áp dụng liên kích đánh nhiều hơn này. Lúc nãy mình sợ đấy, có lẽ mình do mình chết tướng nãy thôi. Còn nếu bây giờ mình không chết tướng mình nghĩ chắc chẳng vấn đề gì. Robin đánh tiếp nào, Robin đánh tiếp nào, Luffy nè. Mình nghĩ chắc không sao, mình nghĩ chắc đánh được 3 sao rồi, có cái quái đó. Được 3 sao, không chết tướng nào. Đây 3 sao ngay, tưởng qua lúc nãy mình để auto có thể chết tướng ấy. Rồi bây giờ mình để đánh thủ công phát ok ngay mà. Tưởng qua đấy mình đang ấn là chưa chuẩn lắm, nói chung mình áp dụng liên kích chuẩn hơn tí sẽ ok hơn. Lúc nãy dạy mình cách đánh mà, thành ra lúc nãy mình lười để auto thôi. Ok như vậy chung cũng hòm hòm nhỉ. Nói chung cảm giác nó vẫn đơn giản, nó chưa có gì đâu. Thì vẫn còn, nói chung map còn dài lắm. Ta bên tinh anh nhận quà. Cái này cũng biết đi, cái này cũng biết bao lâu mới hết nhỉ. Khoảng thời gian không có nhiều nhé, thành ra là đi lâu cái này hơi căng. Nâng cấp tiếp Robin một chút đi. Có những cái viên đá đánh map cao bắt đầu có những viên đá. Đánh sang tinh anh bắt đầu có những viên đá để đột phá nhé, giúp mình nâng cấp tướng nhiều hơn. Thôi bây giờ hiện tại mình chưa có thêm tướng mới thì chắc là nâng cấp mấy con này cao cao một chút. Mà tránh trường hợp mà đánh kia nó nhục quá. Ưu tiên nâng cấp Robin trước. Chứ bao giờ tài nguyên còn đang dư giả nhiều, mình nâng cấp test tất cả đi. Đang cấp 15 nó nhẹ nhàng thôi. Rồi Robin xong đến Zozo đây. Zozo chắc cho lên một chút. Hết bố đá rồi, nhưng mà Berry vẫn còn nhiều. Boogie cũng chơi, cho cũng nâng lên một chút đi. Để thấy là các Berry mấy cấp đầu tiên nó không tốn lắm thì chứ cũng nâng lên một chút đi. Bây giờ các bạn mình tưởng tướng ra nhiều ấy, tướng giờ ra chưa nhiều lắm thì căn bản là mình cũng cứ nâng cấp đã. Bây giờ mình không có điều kiện để có thể chiêu mộ được nhiều tướng hơn thì cứ từ từ đã. Như vậy là Robin xong rồi này, Boogie rồi này, Zozo rồi này, Chopper này, nâng Chopper lên chút này. Còn kỹ năng tướng mới bảo các bạn nhé, mình sẽ làm video về kỹ năng tướng sau. Giờ trước mắt mình giải quyết vấn đề là chơi qua tính năng của game đã, tướng mới đọc kỹ năng sau. Các bạn bây giờ hơi ít tướng, chưa biết so sánh thế nào. Ở đây mình cứ để càn quét để kiếm được những cái viên đá này. Thôi cái đấy càn quét để sau đi. Bây giờ càn quét luôn là đi map cho dễ cũng được. Tại vì nãy vì thế để auto bắt đầu nó không được full sao rồi. Nó vẫn win nhưng chưa full sao. Nếu là tướng mình khỏe hơn tí thì cái tỷ lệ auto win được luôn sẽ cao hơn đấy. Mà bắt cái nâng qua cái mức cơ bản đó. Giờ tiến hành sẽ đột phá đi một chút. Ví dụ con Robin mình đã nâng cấp hết lên cấp 15 không? Cấp 15 đến tiếc này chưa có gì càn quét đâu. Map này chưa đi qua. Như vậy có thể chung đi map càng cao kiếm vật phẩm thêm để nâng cấp thêm tướng thôi. Như vậy sẽ nâng Zozo một chút nhé. Dù bên kia ở đây mình đi chỉ về đây. Ở đây tại cái map này mình chưa đi qua, chưa càng quét được. Như vậy xem map nào càng quét được thì càng quét thôi. Đây cái này có thể càng quét này. Càng quét qua đấy thêm những cái viên đá đó để mình có thể càng quét nốt này. Mình kiếm cái vật phẩm mình đột phá lên một chút đấy mà cho nó hợp lý thôi. Chúng có cái chỉ dẫn là khá là tiện nhé. Mình ấn thẳng vào đấy phát là ra luôn, mình đỡ phải đi tìm map. Bây giờ này mình đột phá tiếp cái này đi. Rồi tăng lên max cấp 15 đi.
Cho con Zozo, con Robin nó khỏe khỏe một tí. Con này để bồi dưỡng lên một chút đi. Zozo báo đỏ nên bồi dưỡng thêm chút nữa. Chopper bồi dưỡng lên. Nhưng con nào chấm đỏ biết là lối để đi tăng cấp ấy mà. Robin xem mà các thứ ví dụ như là các cái khác xem có gì ấy không ạ. Robin đang cấp 4 cho lên cấp cao cao một tí đi. Để dùng cái bình này luôn không? Bình này tăng cấp nhanh phết nhỉ. Rồi đầy cấp rồi sang tiến sao thì nâng mấy con này ưu tiên nâng mấy con đam chính một tí lên tí. Cho nó khỏe khỏe một chút không? Để yếu quá sợ hết berry thôi. Mình đang cấp 13, tạm thời dừng ở cấp 13. Như vậy bên ngoài mình đến cấp 13 rồi. Vậy như vậy thấy một điều, chờ tí ra ngoài kiểm chứng tí nào. Đúng rồi, bên ngoài đang cấp 13 nhé. Vậy như vậy tức ở đây bạn sẽ thấy một điều là cái cấp của cái trang bị có thể vượt qua cấp tối đa của cấp nhân vật chính. Nhưng mà cấp của các cái khác phải theo cấp nhân vật chính. Ví dụ ở đây mình quay về con Robin, đúng không? Mình thấy đây đã đột phá lên cấp 15 của trang bị rồi, nhưng mà bên ngoài mới cấp 13 thôi. Mà dù tướng cũng chỉ level 13 thôi. Nhưng mà cái này được phép đột phá vượt qua, còn cái các thứ khác có thể theo cái nguyên tắc cũ. Tiếp tục là quay về đây, tiếp tục quay về chỗ bồi dưỡng. Trang bị riêng và bồi dưỡng riêng đúng không? Trang bị không ảnh hưởng vấn đề cấp bên ngoài. Nó có thể cho bạn đủ vật phẩm hay không thôi. Và cái bồi dưỡng thì nó ảnh hưởng vấn đề cấp bên ngoài. Được rồi, đi tiếp tục xem tiếp chỗ kỹ năng này đang nâng dở, nâng xong 13 rồi. Đặc tính thì chưa mở đúng không? Được rồi, sang con Zozo nè. Zozo cho lên cao cao một chút nè. À Zozo mình đi tăng cấp trước, đột phá tăng cấp trước, tăng cấp trước. Vì cấp đang thấp quá. Rồi tôi sang tiếp bên này tiến sao chưa có mảnh chưa được, bây giờ tôi tăng lương tiếp. Nói chung mình nâng cao đi mát cho dễ nhé, auto sang cái win luôn, đỡ mất công đánh lại. Cái nào cho phép nâng thì nâng. À berry thiếu mất rồi, berry muốn mua thêm thì mất thêm kim cương để mua cơ mà ra mình cũng không không đỡ mua lắm. Ra mua vài lần đấy không tốn mấy đâu, mất có 10 kim cương mà. Bắt đầu sau khi hai lần bắt đầu tăng lên này. Với hiện tại hôm nay dùng 3 lần nữa, hiện tại nó sẽ số lần mua không chế số VIP, tức là VIP thấp chỉ được mua tối đa 3 lần thôi. Rồi mua hết 3 lần luôn chứ sao. Ở cái cấp VIP được những cái gì mình không nạp thì hiện tại mình chưa nạp thì mình chẳng quan tâm lắm. Cái này mua cái này mất nhiều nhỉ? Cái này để mua phép tối đa 2 lần thì mỗi lần tốn 50 kim cương. Ồ, nói chung là số lượng mua không khỏe quá nhiều đâu. Vậy như vậy có lẽ mình đi cố này tí nữa mình sẽ đi hoàn thành cái map này. Nó sẽ đi hoàn thành map sớm đó. Rồi sẽ nâng cấp lên tí đã. Phải tập trung vào nâng được Zozo xong chắc là mình sẽ hết hết, hết Belly. Belly chắc đủ nâng nốt kỹ năng của Zozo rồi. Còn Luffy cái thứ thì sẽ nâng sau. Luffy Chopper nâng sau. Đó, ok tạm tạm như vậy không? Thôi bây giờ quay ra đánh tiếp đó. À, nhận thêm quà chỗ nhiệm vụ nữa. À cho đố vui thêm một câu nữa ấy cho về sau xem đủ 10 câu chưa nào. Câu số 10 này, câu số 10 này. Cũng về One Piece. Tên tiếng Nhật của băng hải tặc Mũ Rơm bằng gì? Mugiwara này, Mu Nói chung ấy thì ở đây hiện tại là cũng không nhớ chính xác tên lắm nhưng mình đã phân phân án A và C. Tại vì ra cái này dự cái vấn đề chính tả mình không ấy đâu. Nhưng mình nhớ không nhầm là Mugiwara. Mình nhớ không nhầm là đáp án C ấy. Nhưng mà để chắc ăn nếu mình lên Google mình search tí. Tại vì là có Google để làm gì để bạn search đúng không? Để xem tên nhầm mình dự kiến chọn phương án C ấy. Mình xem nó có đúng không cơ. Mình sẽ đi gõ tí xem tên tiếng Nhật của băng hải tặc Mũ Rơm. Tại vì câu này mình từng gặp rồi nhưng mà Mugi Waza. Ui giời, quá chuẩn luôn, đúng là án C luôn, trời ơi. Mình trí nhớ mình quá tốt. Chuẩn 100% search Google không thể sai được không? Tại vì nhớ mang máng rồi, mình không chính xác lắm, mình search Google chắc ăn. Nói chung là chuẩn đấy, nói chung là chuẩn đấy. Tiếp tục bây giờ sau khi trả lời xong tiếp à, như vậy nói chung là đấy, mà thấy là biến mất cái chỗ hỏi đáp rồi. Như vậy một ngày mình sẽ có 10 câu hỏi. Nhưng mà chọn là 10 câu đó thì càng cái câu về sau thời gian chờ càng nhiều ấy. Tức là bạn vẫn phải dành ra khoảng tầm mình chắc không phải tầm khoảng hơn một tiếng một chút thì mới trả lời hết được 10 câu. Rồi, tại vì đơn giản câu hỏi rất là dễ mà kiểu nó không ra luôn câu mất chờ ấy. Rồi, mà mất là nếu mà ngày nào cũng như thế thì chắc một ngày một chắc một tuần mà một ngày mà sẽ mất khoảng tầm ít nhất là một tiếng hơn một tiếng rưỡi để chơi game ấy. Để cho là nó đảm bảo những thứ cơ bản của game. Hoặc không là cứ chơi tí và đi làm việc khác xong rồi đăng nhập về game mà trả lời tiếp đúng không? Chả khó lắm. Còn muốn chơi luôn một phát thì sẽ mất khoảng tầm hơn tiếng. Rồi tiếp tục đến map tiếp theo đánh tiếp nào. Quay trở về để auto tiếp đi, xem nó win không. Auto được 3 sao thì đỡ mất công nhiều không? Cứ để auto đã. Cái này xem tên tốc độ như vẫn tối đa vẫn là nhân 2, không để nhân 3 nhé. Cứ để auto thôi. Mình rất là ngại ấy, cứ để auto thôi. Đây, mình thấy là chưa thấy map vẫn chưa mức kẹt nên là cứ để auto đã. Còn không được 3 sao thì mình sẽ xét đến việc là đi 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 đánh thủ công. Đấy, cái này nghĩ là đầu game chưa cần thiết lắm đâu. Mình nghĩ là cứ nâng cấp tướng lên mạnh thì chắc đánh chả sợ đâu.
Mình nghĩ là chắc nãy một lần mình nghĩ hai sao chắc là do mình để chết tướng đấy, mình không để ý, không để ý hình lắm, mà mình nghĩ chắc là do mình chết tướng đánh với lại Tasigi. Nói chung là khởi đầu nhẹ nhàng không vấn đề gì nhé. Đó, kiểu game kiểu dễ chơi, không có vấn đề quá khó. Thì em gần dễ chopper, cũng cẩn thận, một toy chopper. Các bạn mình biết nâng là Rozo với lại Robin thôi, thành ra là nói chung là chopper sợ hơi đuối. Rồi chém Tatsugi chết không? Chết rồi, ok rồi. Robin đánh nổ chắc là chết nốt thôi. Kiểu như chiêu kiểu trăm hoa đua nở chứ. Chắc là 3 sao không chết tướng, chắc là 3 sao. Vẫn 3 sao ok, chỗ để auto vẫn được 3 sao không sợ. Thực ra không được 3 sao cũng kệ đâu, đi qua map cho nó xong nữa. Ở đây tại vì đầu game đi nó dễ quá, lên cấp nó cũng nhanh, thì ra mình chưa biết là có giới hạn cấp bao nhiêu cho cái quá trình đi map. Tại vì nếu mà đi map mà nếu mà nó giới hạn theo level thì chắc đi lên đoạn nữa chắc cũng kẹt thôi. Thì lúc đấy mình quay về mình càng quét thì lên cấp. Còn bây giờ thì ta chưa kẹt nên cứ đi tiếp đó. Thì cái game nó cố định góc nhìn nhé, thì ra mình không phải lo vấn đề đi lạc để nhìn rối mắt. Thì mình là thằng lạc đường, thì ra nếu game cứ xoay xoay góc nhìn ấy thì mình rất dễ bị đi lạc. Nhưng đây game nó cố định hướng đi rồi thì ra mình cũng không sợ lắm. Lúc đầu nghe game 3D hơi sợ, tại vì sợ bị lạc đường, nhưng mà thực tế là mình không bị lạc nên có thể yên tâm được chỗ đấy. Giờ mình đánh với Hina ngục tối này. Hina gây choáng, thì tại của game mình chỉ thấy cái hiệu ứng chính là hiệu ứng choáng thôi, mình chưa thấy thêm hiệu ứng gì đặc biệt hơn. Đâu bên cạnh choáng thấy hình như hiệu ứng đốt cháy không nhỉ, đây có vẻ hiệu ứng đốt cháy không, hình như giống lửa lửa này, có vẻ là bên cạnh choáng thì có thêm đốt cháy, đốt cháy chắc là rút máu theo thời gian thôi. Nếu các hiệu ứng mình sẽ tìm hiểu sau vì đánh khá là dễ. Phát này không được 3 sao thôi kệ đi cho hết map nhé, kệ cho đi hết map đi, chưa được 3 sao kệ đi hết map. Bây giờ đi đánh 3 sao lâu lắm, đánh qua tí xem map tối đa đến tầm bao nhiêu, tại vì đang quay video nó khá là dài, muốn đi cho gọn gọn một tí. Những cái map mà bạn chưa đi qua được thì bạn chỉ được phép dừng hình là thứ để chờ đánh tiếp linh tinh thôi. Còn những cái map mà đi qua rồi có thể được phép bỏ qua hoặc càn quét cho nó nhanh nhé. Một mình Robin đỏ với ba Robin khác. Thường thì về sau đánh có khoảng hai đợt quân, số lượng tướng thì tùy từng đợt, thường là 4 tướng. Mình 6 tướng đánh 4 tướng cũng kiểu đánh vậy đấy. Nhưng mà 4 tướng và 2 đợt quân tức là 8 tướng nhỉ. Thì như vậy là địch vẫn đông hơn mình. Nhưng mà trong một nhịp đánh thì mình đông hơn địch. Sao lại để cho A Long đứng cùng Robin nhỉ? Mình không hiểu cách sắp xếp của game lắm. Về mặt chuyện thì mình không hiểu vì sao mà A Long lại đi cùng với Robin thế này. Và tại sao lại mới đầu game nó xuất hiện cả con nhầm, không phải A Long mà là Hody, đọc nhầm tên. Mình không hiểu tại sao đầu game nó có Hody rồi. Về lý thuyết thì Hody nếu theo mạch cốt truyện là diễn tới không nhỉ? Đâu đây chưa gì cho Hody đứng cùng với Robin cùng phe. Nghe nó không được hợp lý cho lắm. Nhưng mà chơi thì cũng chẳng sao rồi. Chơi thì cứ chơi thôi. Ở đây mình không biết là vị trí các tướng này có thay đổi vị trí hay không, hay đứng ngẫu nhiên như vậy, hoặc nó xuất hiện kiểu gì mình chưa rõ lắm nhé, cái này mình chưa tìm hiểu. Mà để video sau mình ngẫm nghĩ sau, bây giờ chứ bác đánh cho nó qua map thôi. Đi cho nó gọn đấy. Nhưng mà game này cảm giác một điều nhá, là nếu bạn đánh thủ công thì bạn tận dụng cái liên kích thì sát thương gây ra sẽ nhiều hơn nhé. Còn đây mình đang đánh kiểu auto, đang đánh kiểu phứa phứa, đôi khi không được liên kích nó không được đâu. Tức là đánh kiểu combo thì sẽ được cái sát thương lớn hơn so với việc mà đánh kiểu đánh phứa phứa. Thế ra nên đó là lý do vì sao nó sinh ra tính năng liên kích để cho các bạn học cách làm combo ấy. Nên mình chưa học cái đấy nên ra mình gọi đánh qua tí cái liên kích này là mình cũng chưa dành cái đấy lắm. Nên mình sẽ luyện thêm để xem đánh thế nào. Với điều kiện các bạn quan tâm game này. Còn không ai quan tâm game này lắm thì chắc cũng thôi. Còn nếu các bạn quan tâm nhiều sẽ làm nhiều một tí. Tất nhiên là trong khoảng thời gian cho phép rồi nhé, mình còn bận nhiều thứ khác nữa.
Nói chung là mình nghĩ là map tầm này đi qua dễ là 3 sao, nào rảnh đánh thủ công nữa. Đánh đánh thủ công thì chắc là mình tập luyện linh tinh thì chắc mình không quay video đâu. Rồi chúng ta đánh qua hết một vòng map đó. Khá nhẹ nhàng, không vấn đề lắm. Thế bị ứng này giống kiểu ứng bị sét giật thế này, không biết nó trừ máu kiểu gì, thấy giống bị dính hiệu ứng. Chopper ở đây như nộ chỉ giúp tăng máu, không xóa khỏi ứng bất lợi, chỉ tăng máu thôi. Còn cụ thể kỹ năng vẫn để video sau nhé. Kỹ năng này, video này nó dài quá, mình ngại đọc kỹ năng từng tướng lắm. Để sau video sau xem các tướng có gì đặc biệt không. Chứ là trong video này mình cho mọi người xem gần như nó cũng khá là chi tiết về cái game này trong những ngày đầu tiên đấy. Tại vì ra mình gần như mình chả cắt đi mấy đâu. Thì mình cho các bạn xem thực tế nhất có thể thôi. Thì cũng xem các bạn có gì cho mình nhận xét về game này nhé. Thì mình xem liệu có triển vọng hay không. Để mình biết lối mình xem có làm lâu dài hay không. Và đến tầm này nghĩ là map chỉ vấn đề đi map cũng chả có gì nhiều đâu. Map tầm này chắc cũng đơn giản đấy. Đây gần như đối thủ đầu tiên tốc độ đều bằng không hết, chưa có nào tốc độ cao hơn mình cả. Nói thêm những cái mảnh Rebecca, cái lực bắt đầu cạn cạn này, lực bắt đầu cạn cạn này. Và sang chương tiếp theo nào. Nói chung ở đây mình thấy một điều là cái vấn đề cái số sao bạn kiếm chỉ giúp bạn mở thêm dương quà nhé. Còn cái vấn đề bạn chỉ cần qua thắng thắng là bạn sẽ được đi thêm map tiếp. Thế ra vấn đề nếu bạn nào muốn đi cho nhanh thì cứ đi hết map trước đi về sau hoàn thành sao sau cũng được. Nếu bạn đội hình mạnh luôn thì hoàn thành luôn được thì tốt hơn. Còn không thì đằng nào sau cũng càng quét linh tinh mà. Thì nói chung mình cứ đi từ từ đi cũng được. Giờ chắc phải mua thêm lực nhỉ. Map này mất bao nhiêu lực? Map này mất 12 lực bắt đầu thiếu không? Thiếu bắt đầu mình sẽ phải đi mua thêm lực. Đây mua map luôn 2 lần thì được thêm là 249 lực à. Ủa, nhiều thế. Để đi gấp gấp một tí không vỡ mặt thì 249 lực là nhiều lắm. Ồ này đánh đến tận 6 Morgan này bắt đầu đôi 4 6 8. À đâu? 1 2 3 à 6 6 6 đếm nhầm. 6. Như vậy là đánh 6 6 mà này có 3 nhịp cơ. Ôi 3 nhịp quân nhỉ. 3 nhịp quân mà 6 là 3 6 18 đứa. 6 đứa mình đánh 18 đứa thì hơi căng nhỉ. Nhưng không sao đâu, chắc đánh vẫn được ấy mà. Chẳng qua điều đánh cái kiểu nếu địch mạnh quá về vừa đánh vừa nâng cấp tướng thì hơi mất thời gian thôi. Đánh tí thì chạy ra nâng cấp tướng một tí kiểu vậy. Nói chung địch đông nhưng mà nó không mạnh lắm đâu. Ta nữa phải nâng Luffy, tí nâng Luffy hao máu hơi nhiều. Luffy đứng hàng trước mà. Hàng trước thì Zoro với Robin mình nâng rồi, Luffy chưa nâng thì ta cảm giác là Luffy hao máu hơi nhiều. Ta phải nâng lên một chút. Không sợ sau Luffy chết sớm lại mất đi cái phẩm chất 3 sao. À mất đi cái mức độ 3 sao khi hoàn thành map ấy. Thế đánh xong cửa này chắc phải ra để xem nâng cấp thêm tí gì nâng cấp tiếp.
ra bản đầu game địch đang yếu thì mình chưa biết tướng nào mạnh hơn tướng nào nhé. Phải từ từ nghiên cứu dần. Đây Luffy chết xử mất rồi này. Luffy này chết mất rồi. Tí phải ra nâng cấp Luffy một tí. Để thường địch đánh từ trước đấy nên đa phần các tướng hiện tại địch ấy là đánh phía trước trước. Thành ra chung Luffy sẽ hứng đòn trước. Luffy, Robin, Zoro sẽ dính đòn trước. Thành ra mình sao nâng cấp lên một tí. Đánh cả 6 Bellamy. Đây cho game cho phép địch cho phép tướng giống nhau thì mình thì chắc chỉ được tướng mỗi một tướng xuất hiện một lần thôi. Còn địch được phép cho kiểu cùng một tướng xuất hiện nhiều lần. Nhìn sơ sơ hiện tại trong game thì cảm giác chỉ ba loại ký hiệu, chắc chỉ có ba hệ thôi. Chắc là game chắc chỉ có ba hệ tướng thôi. Rồi sau cụ thể thế nào, phân thêm cái gì không mình chưa biết được. Thì mình sẽ đọc sau. Bây giờ chúng ta là giải quyết nốt cái map đó. Ý ơi xem nó nhiều mà càng quét là nhiều mà cần thiết vật phẩm cần mà càng quét nhiều mà càng quét luôn cho nó hao lực cho nhanh. Nó nhanh hết lực thì không đánh cái video dài quá rồi. Đánh hơn tiếng đánh hơn tiếng rưỡi rồi. Tại mở lên tính năng thi đấu à. Thi đấu giống như kiểu đấu trường chứ vào tỉ thí người chơi khác chứ. Thử khiêu chiến thử phát nhé, mình bắt buộc phải khiêu chiến thử. Mình mới đang để auto ở đây hiện tại trong cái đấu này đấy là khóa tính năng auto. Anh em bắt buộc phải đánh thủ công à? À đâu? Nó khóa không cho tắt auto tức là bắt buộc để đánh auto. Thế ở đây trong cái đánh đấu trường này bạn sẽ không được phép can thiệp vào quá trình chiến đấu không? Đấy đây là khóa tính năng gỡ bỏ auto rồi. Nói chung là những người đầu tiên đánh kiểu gì chẳng win, nhưng mà đánh đấu trường sao hiệu quả mình chưa nghiên cứu. Nhưng mà đánh qua phát đầu tiên kiểu gì chả cho mình gặp đối thủ yếu một tí để win. Thành ra phát đầu tiên win chuyện bình thường nhé, nó đánh nhiều chứ chắc nó win đâu. Thôi thoát ra. Họ cho biết qua tính năng đấu trường tỉ thí một tí vậy. Trận đấu lần này chúng ta sẽ nhận được điểm đấu trường, mau đi nhận thưởng. Thưởng đây đâu, điểm đây cho để đổi quà thôi, hôm nào thế nhận nhanh. Xong đi vào thưởng này, nhận tiếp này. Nhận tiếp, nhận hết đi. Rồi, mấy cái trên này chưa nhận được. Tiếp tục là có shop để đổi thứ, nhưng mà hiện tại shop này hiện tại cũng chưa biết là nên đổi thứ gì. Này có rất nhiều thứ mà các bạn game chơi chưa lâu, chưa biết đổi gì, cứ để lấy từ tính sau. Không cho phép đổi mảnh tướng, đổi vật phẩm, linh tinh, mà chọn lựa sau. Chứ mà chui ra ngoài đã, biết qua một tí vậy đã. Rồi quay trở về tiếp chỗ đội hình nó báo cái gì đây? Trang bị tiếp à? À đấy có thể đột phá trang bị tiếp và nâng Luffy một tí á. Luffy đang để nó hơi thấp. Tăng lên một chút cho nó yên tâm. Ôi tôi nó Haveri hơi nhiều, sợ sợ nâng nhiều quá không đủ được tướng đâu. Rồi Zoro báo nâng cấp tiếp cho thêm đá, nâng cấp tiếp. À đây Zoro cái bên này chưa nâng xong, nâng nốt cho xong này. Vì báo nâng, mấy con này đều báo nâng hết. Bây giờ không biết nâng con nào trước nhỉ. Vì Boogie nữa, thôi nâng Boogie trước đi. Cứ nâng từ từ hết đá thì tìm đá tiếp. Không có đá thì phải chịu lắm. Xem tiếp bên này có đá không nào. Đây cái này càng quét rồi, phía dưới càng quét là tiếp một phát nữa thì càng quét nốt thì cho xong này. Cũng không có nhiều cái để càng quét lắm. Rồi cả quét rồi. Ừ như vậy là nâng sơ sơ tí lại quay ra tiếp. Rồi có thể xem nâng cấp thêm cái gì không? Ví dụ bồi dưỡng, quay về bồi dưỡng nè. Bồi dưỡng ở đây ví dụ mình nãy mình đã nâng xong Robin thì giờ nâng thêm cái gì không nhỉ? Cấp hiện tại nâng thêm chút không? Từ cái con chính mình sẽ nâng cấp nó cao cao một tí. Còn những con phụ thì cứ từ từ nữa. Hiện tại đang kỳ vọng Robin nhiều mà dù cũng không biết có mạnh không. Có là tốn berry hơi nhiều.
Rồi, tiếp tục sang tiếp con Zozo tiếp nào. Berry, sắp hết Berry, sắp hết rồi. Rồi giờ sang Luffy đi, Luffy nâng lên chút đi. Luffy đứng trước mà. Xong rồi đến tiếp con Buki. Tôi nâng càng nhiều đánh càng nhàn thôi, cuộc sống như thế. Đó, quan trọng là sợ về sau thiếu tài nguyên thôi, chứ còn đầu game thì nói chung là alpha test thì cứ thoải mái, sợ về sau thiếu. Mà đến giai đoạn hiện tại mình thấy chưa thiếu lắm, không biết về sau có thiếu không thôi, nhưng mà hiện tại thấy chưa thiếu lắm. Berry cũng hơi thiếu thật đấy, nhưng mà cũng không đến mức mà không kiếm được, thì các bạn vẫn đang đi được map mà, vẫn đang đi được map vẫn nhận thêm quà được thì vẫn có thể kiếm được. Chopper nâng một chút nhỉ. Chopper tuy là cái số sao không cao, quan trọng là thấy cảm giác con này nó bơm máu thì có nên có con bơm máu cao cao một tí. Đầu game chưa có nhiều tướng mà, thì cái này kiếm thêm tí. Này vẫn chưa đủ mảnh, cái từ từ tí. Này mảnh này kiếm thêm chỗ nào nhỉ? Hiện tại chưa mở cái để càng quét ra mảnh không. Ở xoay xuống chỗ kỹ năng nâng thêm một chút đi. Chopper rồi, còn bây giờ cầm nốt con VV chắc nâng nốt cho nó xong để nó không nâng đến kỳ kỳ. Không biết có đủ sức để nâng không thôi, chứ còn cố gắng nâng nốt. Con này rất nhiều mảnh nhưng quan trọng là vì phẩm chất nó 3 sao, bây giờ nâng tiếp lên tiếp nó cần thêm rất nhiều mảnh nữa, cũng chưa đủ. Kỹ năng thì nâng cố lên chút. Belly nâng hơi ít thì cứ nâng mỗi cái một tí đi. Sợ ấy quá không đủ ấy. Không biết có đủ hết max cấp không? À vẫn đủ, khéo vẫn đủ, khéo vẫn đủ. Vẫn đủ, may quá vẫn đủ. Thôi tiếp tục quay về đi map tiếp. Nhận thêm quà đi. Thêm vàng berry mà dù cảm giác không nhiều lắm. À không, nhận được kim cương nhưng mà mất. Nhận thêm quà đi. Rồi tiếp tục mình quay tiếp về đi map, nên bây giờ chỉ có mỗi cái map để đi thôi. Và tiếp tục mình thấy như lên cấp 18 sẽ mở thêm tính năng nữa. Thì ra tiếp tục đi nghiên cứu tiếp. Bellamy đánh rồi, mấy con sau thì chưa ra. Điều kiện đây gì? Vượt đại tinh anh này. À, như chắc bắt mình phải vượt qua mấy con này, phẩm chất kiểu vượt qua mức độ cao cao một tí. Đánh lại phát nữa nào. À, không, giờ mình cứ ấn bỏ qua thử xem nó được bao nhiêu sao tính tiếp không. Nếu giả sử được nhiều sao thì tôi à, đây là 2 sao rồi. Nếu mà ra chưa đủ thì mình sẽ đi đánh thủ công một tí. Mình quay với cái ải trước một tí đó. À, trước giờ xem những ải nào mình chưa hoàn thành thì mình quay về hoàn thành bớt đi. Rồi đây quay về đằng trước này. Mình xem từ đầu đến cuối là những cái chỗ nào mình chưa hoàn thành rồi. Map đầu tiên thì là có hai cái ở đây, bên này ải thường chưa đi xong rồi. Thế giờ mình đang đi ải tích anh trước mà rất nó khó hơn thôi, chứ mình đi ải thường nó còn dễ nữa. Thế giờ bây giờ đi cái dễ trước, tội gì phải đi cái khó trước không? Đi cái dễ trước đi. Cho nó hao hết lực đi ra. Mình đang mải đi cái ải ấy nhá. Tại vì các ải liên quan đến nhau ấy, khi mà đi ải thường xong được mức nhất định bắt đầu mới đi tiếp ải tinh anh kiểu thế. Thế cứ đi ải thường trước thôi. Nãy mình cứ mải đi ải tinh anh thì bảo sao quái lại sao nó khó thế. Thế ra do ải thường mình đã đi hết đâu. Thì quay về đi ải thường đã. Tại vì sau ra lên cấp cao nữa còn mở thêm cái ải ác mộng thì chắc còn khó nữa. Vậy các ải sẽ ảnh hưởng nhau nhé, kiểu đi xong ải này đến ải kia. Đi ải này 3 sao dễ ở, mà đi cái này chăm chỉ đi thôi. Mình đã lên cấp 15 thì nhiệm vụ là thêm cái gì đây? Đấy có là nhiệm vụ ngày, nhiệm vụ chính, độ sôi nổi à, có 3 cái cơ. Như vậy có 3 cái độ sôi nổi chắc phải bỏ qua, giờ chưa hiểu gì cả. Đây kiểu hoàn thành 10 lần ải thường, cái thứ là những cái nhiệm vụ liên quan này làm nhiệm vụ hàng ngày này. Mà hàng ngày nhưng mà giờ ra bây giờ muộn quá rồi mình ngại làm cái này lắm. Đây cảm giác hơi nhiều nhiệm vụ một tí, chắc bỏ qua cái này tập trung đi map thôi. Cái kia chắc bỏ qua vì các bạn không có thời gian nhiều. Nên chúng ta quay về nâng cấp cái này tiếp. Chopper nâng lên một chút đi. Thì Chopper nhiều cái còn chưa nâng. Hết berry rồi. Ok,
Cái này ở đây tại mình không có berry, mình cứ báo mình vào đây chấm đỏ như thật. Berry đang hết thì chưa nâng rồi nhé. Giờ mình quay quay ra tiếp. Đội hình bảo qua chỗ đội hình quay vào đi map tiếp. Đi cho nó xong hết map đã. Còn giờ map nó dài thế nhỉ? Map nó dần dài vô tận. Mà đi mấy mức độ dễ chắc bây giờ mình mạnh thì chắc đánh nhanh thôi. Nó đánh phát trên con thôi. Để đánh phát trên con nhanh hơn rất là nhiều. Kiểu mình ở đây không biết có tướng nào đánh AOE không thì đánh tất cả mục tiêu không thì tại thấy đánh toàn một mục tiêu này đánh hơi lâu. Đánh tất cả mục tiêu chắc là nhanh hơn. Đánh mục tiêu số lượng ít thế này thì đánh cảm giác nó không được nhanh cho lắm. Đánh hơi chậm, đánh hơi chậm. Như vậy nói chung là trong cái video đầu tiên trải nghiệm này, mình trải nghiệm cũng phải chắc là kết thúc video chắc khoảng tầm 2 tiếng ấy, khá là dài đấy. Thì ra chung là cũng không biết là nó đã đầy đủ chưa, nhưng mình nghĩ là chắc cũng tương đối những thứ cơ bản ngày đầu tiên của game rồi. Nói chung là khi mình quay trở về với cái ải mức độ thường mà thấy đánh nó rất là nhẹ nhàng, nó chẳng có gì khó mà. Mức độ tinh anh thì cảm giác mình hơi yếu, mức độ thường thì đơn giản lắm, auto 3 sao luôn. Với mức độ ngày đầu tiên alpha test ở đây hiện tại thấy cảm giác người ta cũng gần như chỉ hỗ trợ bạn chủ yếu là cho bạn trải nghiệm qua chút kiểu game chơi như thế nào thôi, còn nói chung là người ta vẫn phải chờ bạn chính thức không nhỉ, là bạn chính thức chơi nhiều như thế nào. Mình đang quay giờ đêm mình cảm giác không giật lag gì cả, rồi không biết là trong cái kiểu ban ngày số lượng người chơi đông hơn có ảnh hưởng gì không thì không rõ. Thì hiện tại chơi thì tương đối mượt, hình ảnh cũng chấp nhận được, còn kiểu chơi khá nhẹ nhàng, chưa có gì quá khó. Chung là quan trọng mỗi chỗ là trong game này nghĩa là có thể quan trọng nhất vấn đề là bạn đầu tiên là vấn đề nhân phẩm ra tướng là một chuyện đương nhiên rồi. Cái thứ hai là vấn đề bạn phối hợp combo tướng để cho cái liên kích sao hợp lý thôi. Cái đấy là hai cái vấn đề quan trọng nhất của game này thôi. Còn cái vấn đề build đồ hiện tại trong game này thấy cảm giác build cũng dễ thôi. Nhưng có gì nâng đấy. Bạn nào có nhiều tài nguyên thì nâng được cao thì mạnh thôi chứ chưa thấy gì khó khăn lắm. Nó chưa có yếu tố thì phải kiểu lựa chọn dòng này cái gì đó thì chưa có. Hiện tại đến thời điểm hiện tại của game nhé. Còn về sau thì nó có, hiện tại mình chưa chơi tới. Nhưng mà map thì chắc đi còn dài, chỉ đi cho hết lực thôi nhé, chứ còn ra map còn dài lắm. Mình nghĩ trong alpha test thì mình test khá là chậm nên thành ra có lẽ là tỷ lệ cao chứ không test hết các tính năng giống như nhiều bạn khác chơi từ lúc 10 giờ sáng đâu. Nhưng tuy nhiên điều cũng cho người xem những tính năng đầu tiên của game thôi. Còn nếu các bạn quan tâm game này, có thể nếu mà mình có thời gian ấy thì có thể mình sẽ cho mọi người xem tiếp trong cái quá trình mà ra bản chính thức. Đấy, từ từ thong thả chơi lại sau. Nhưng mà bây giờ chỉ xem qua một chút vậy thôi. Mình sẽ cho mọi người xem nhiều nhất có thể trong khả năng của mình thôi. Chứ cũng chả đuổi cố làm gì lắm đâu, vì thấy đây sắp hết lực ấy thì mình đi cố hết lực thôi. Chứ còn bình thường chả vội làm gì. Đằng nào chơi xong cũng reset mà. Biết qua một chút rồi lúc vào chơi thực tế xem tình hình sao là tính sau.
Đây mình sắp lên cấp 18, lên cấp 18 sẽ được thêm tính năng mới sao? Giờ đang cố lên cấp 18 có gì không? Còn nếu xong cấp 18 rồi thấy mà vẫn kiểu đi map không như này, có lẽ mình sẽ kết thúc video. Thế cho cái đoạn đi map chắc cũng dài quá, chắc bỏ qua một chút đi, đúng không? Để cho người xem qua cơ bản về game thôi. Chứ cứ đi dài dài này cũng mệt lắm. Bây giờ qua chờ nốt lên cấp 18 có tính năng gì không thôi. Làm bầy sư tử của Buki nữa. Anh huấn luyện thú bựa. Nhưng mà vẫn rất là dễ, chưa có gì khó cả. Mình cứ đi map bao giờ nó đẩy mình ra màn hình chính, lúc đấy mình có tính năng mới, có gì đó mới sẽ đẩy mình ra màn hình chính. Thì cứ đi map bao giờ cảm giác nó ra màn hình chính là biết. Nói chung là sau một thời gian dài chơi game One Piece với một cái thể loại mô típ giống nhau thì nói chung là đây cũng là một số ít những game mà nó kiểu thể loại nó mới mới một tí, cảm giác trải nghiệm mới mới một tí. Tại vì đa phần thì game theo kiểu thẻ bài về One Piece kiểu truyền thống ấy, thì chung mình chơi cũng nhiều rồi. Nên là lâu lâu bắt đầu đổi thêm một số thể loại mới. Thực ra thể loại này bên nước ngoài có rất là nhiều nhưng mà các bạn là kiểu mua về Việt Nam thấy không mua về nhiều lắm. Chứ còn bây giờ mua về rồi thế này thì cảm giác cũng ok. Nói chung là chơi không biết là chơi lâu dài không nhưng mà trước mắt là chơi được, không có vấn đề lắm. Chơi cảm giác vẫn nhẹ nhàng, tình cảm thôi, cứ chơi nhẹ nhàng thôi, không vấn đề. Đánh cái smoke này. Thường khi gặp một con boss sẽ giới thiệu mình số thông tin về con boss đó cũng như là giới thiệu mình kỹ năng nhưng mà mình lười không đọc thôi. Nói chung cũng chả sao mà từ từ nghiên cứu dần nữa. Ở đây mình chưa biết quanh đây danh sách tướng thứ hiển thị ở đâu, mình sẽ tìm hiểu thêm sau mà. Nhưng mà trước mắt là cứ từ từ đã. Đúng rồi, cái quá trình đi map này hơi dài. Thật ra tốn mình hơi nhiều thời gian, thật ra mình cũng chưa thể tìm hiểu hết mọi thứ được. Nói chung là mình sẽ làm thành nhiều phần để giải quyết dần dần. Đây có nút này giúp mình nhận quà nhanh hơn nhé. Nếu mình nhận từng cái dương một thì cũng được thôi, mình ấn nhận ở bên nhận ngay sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Nó tiết kiệm thời gian cho mình rất là nhiều. Kiểu vẫn còn đi thì xa lắm. Nó còn rất là còn hơn 153 lực thì vẫn chưa hết nhỉ. Chứ phải đi kiên trì thêm chút nữa. Mark có một tướng cái này cho đứng làm gì nhỉ?
Mà nên có ba đợt quân mà một đợt một tướng, một đợt lên hai tướng, đợt sau lên ba tướng chứ. À, đợt này thẳng thẳng lên phát luôn 5 tướng này. Phát lên 5 thằng hải quân. Best friends, and I wanna thank every break. I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. Oh, you most my best moments in life. See, I fell in love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great American Hall. I used to beg my homies for a ride across the bridge to goof off and spend the whole damn day doing whatever we want. Keith drove us down to Ice Place while we'd roll up a blunt, and me and Jack would get stony, walk around and get lost. Don't think I'll ever truly pay back all I was lucky to get just by walking through the city, know I'm a small part of this. I never really had a place to call my own, so I travel and I roam till I find that. But I'm full of adventure, so I wander and I venture, and it's safe to say that really I don't mind that. I book a flight to try to figure where my mind's at, a spot where I don't spend no money, just some time at. I mix and mingle with the people till I learn a little. I brought some weed and baby, maybe we could burn a little. She said you're funny, I said no, I'm Xavier, then I left. Sun shining, birds chirping, let me take a breath. I'm headed to the city where my chance to make it best. What people like to give a little, then you take the rest. I'm hoping one day maybe I can find a place to rest. I fell in love with life and wonder where it take me next. I like the hustle and bustle, I fell in love with the fashion. I feel the pulse of the city, it's moving me like a passion, and it's mine. Baby, we go way back, all the situations, circumstances, still we don't mind. Steady going all night, dancing around the streetlights. Hey, I know every street sign,
come any moment. Yeah. City of mine, how I love this city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love this city of mine. Okay, bây giờ mình đã lên được cấp 18 nhá. Cấp 18 là cho mở thêm cái gì đây? 18 ở đây xem nào, nó mở thêm tính năng khiêu chiến đúng không? Không biết là hết tính năng chưa, nên cấp 18 thêm tính năng khiêu chiến. Ở khiêu chiến này có gì? Nó có phụ bản và có tháp thí luyện à. Ấn thử phụ bản trước nào. Ấn tham gia, nó cho mình hai lượt. Đầu tiên cho mình mức độ dễ trước à. Cái này chưa hiểu đánh kiểu gì đây, không có hướng dẫn à. Ra trận đánh, hiện tại chỉ mỗi 6 tướng này thì chắc là chọn đôi 6 tướng thôi. Ra trận đánh là sao nhỉ? Hay chọn đôi 6 tướng là chọn tướng ra đánh thôi. Còn giờ ấn bắt đầu đánh xem nào nhé. Số lượt ra trận là 6 này, hàng trước hàng sau này không có gì thay đổi không? À cái này chỉ là thay đổi vị trí thôi, à thì để con Luffy đến trước đi. À mà ra con Vivi thì con tanh mà nhỉ. Vivi thì con tanh cho lên trước nhỉ. Con tanh đây có Boogie, có Vivi, Robin Châu, thứ để vậy đi đánh luôn đi. Chúng cũng chưa hiểu lắm, nên đánh thử tí xem sao. Thế đây đang trải nghiệm Alpha Test, chưa chơi lần nào nên chưa rõ lắm. Ok, chắc để auto nhỉ. Thực ra mình thấy là đa phần các thứ đánh thủ công thì ngon hơn, nhưng mình đánh thủ công chưa quen cái auto đó. Mình chắc là đánh con boss này chết là chắc là xong. Chắc là kiểu máu nó trâu, kiểu đánh lần nào đánh sao giết lại boss thì thành công nhá. Mình chắc là boss chỉ được cái nhiều máu thôi, không đánh mình chắc đánh bình thường. Thì sao mình giết được boss nó trong thời khoảng giết được boss trong cái khả năng cho phép thôi. À không, thì mình thấy cái này không tính thời gian nó ghi là vô cùng đúng không? Và như vậy có lẽ là phải giết được boss trước khi boss giết mình. Mình nghĩ chắc là như thế. Tại vì nghĩ chắc là boss sau khi đánh mình đánh hết lượt mình xong chắc là boss sẽ đánh trả thôi. Lúc đó mình phải giết được boss trước khi ấy, nó giết mình nhỉ. Ông mình thấy thì cũng chả đánh trả mình mấy. Có thế này là thế nào nhỉ? Cái này chỉ đơn giản đi vào đánh boss thôi. Mình nghĩ chắc chỉ đơn giản đi đánh con boss thôi. Giết xong nó chắc là xong. Thì thấy chưa có gì đặc biệt lắm. Để ra chỗ này khung cảnh là Imperdown đúng nhỉ? Mấy con này trong Imperdown để khung cảnh bên ngoài bãi biển này. Kể cho trong Imperdown thì hay hơn. Mình thấy cảm giác cũng chưa vấn đề lắm, mình có boss này đánh nó chả mất mình mấy máu. À, nó có hình như nó có đánh trả chứ, nhưng mà cảm giác cũng không mất mấy. Nói chung mình đã đánh mức độ dễ mình nghĩ chắc là win được thôi. Còn về sau mức độ khó thì không biết thế nào, mức độ dễ chắc là ok. Và đây không chế suốt lượt đánh mình nghĩ là chắc là những cái gì không chế suốt lượt đánh thì chắc là nên tận dụng đánh hết lượt thôi. Thì Alpha Test có khoảng tầm hơn ngày thì nó cho mình hai lượt đánh, chắc đánh hết cả hai lượt thôi. À thế là đánh xong một lượt bắt chờ khoảng tầm 10 phút sẽ được đánh tiếp nhé. Nó cho mình hiện tại đây cho mình có hai lượt mà phải bắt chờ tiếp thì chắc phải chờ thôi. Vậy là chui ra ngoài tiếp đây. Còn cái tháp bên kia thế nào nhỉ? Chỗ khiêu chiến bên cái tháp này có ấn được luôn không? Tháp này là đến cấp 24 mới mở khóa, mình chưa đủ cấp thì chưa mở được rồi. Thế thì nhận thêm quà tiếp, mình nhận quà xong lại tăng thêm cái thứ linh tinh thì sợ nó mãi không hết lượt. Chứ mà video này hơi bị dài quá rồi. Và mình không muốn cắt ngắn một cái gì đi cả, để cho người xem đầy đủ. Có thể dùng vàng mua thêm lực nữa này. Ôi trời ơi, chết tiệt. Có thể dùng vàng nhận bù lực và nhận bù thể lực, tức là đây như kiểu buổi sáng không chơi có thể mình hụt một số lực thì có thể mình sẽ nhận bù được, vậy thì cái lực nó còn vô hạn lắm. Và như vậy thì thôi cứ nhận bù lực tí. Thế mua kim cương thì bù lực thôi, biết làm sao không? Vì đây là những cái gì lực mình hao hụt. Và như vậy căng quá nhỉ. Như vậy lực còn rất là nhiều nhé. Và như vậy có lẽ là thôi mình sẽ kết thúc video này ở đây, tại vì bây giờ cái lực nó nhiều cái này thì thực sự mình cứ đánh thủ công thôi. Mình cứ đánh bao giờ hết thì tính tiếp thôi. Thế bây giờ cho người xem tiếp video là hơi căng. Vì nó quá là nhiều lực ấy. Và cái map hiện tại mình thấy là cũng chưa có gì nhiều để xem đâu. Và cái này chắc chắn là khi ra bản chính thức có thể mình sẽ live stream và quay video tiếp người xem ấy. Thì đấy mình cho người xem tiếp map sau. Còn bây giờ hiện tại thì ở đây ra tiếp tính năng hạm đội. Cứ đang định dừng video thì nó lại ra tính năng mới. Đảo phòng ấy chứ. Đây là cấp 20 xử rồi. Tính năng hạm đội có gì không? Gia nhập hạm đội sẽ được tham gia nhiều sự kiện. À cái hạm đội giống kiểu hội ấy. Kiểu tham gia vào hội nhóm ấy. Thì đây kiểu gia nhập vào bang hội thôi. Thì nói chung là gia nhập à nó yêu cầu cấp 30 à, thì cứ gia nhập nhanh đi. Nhận được ai thì nói chung là vào bừa nhé, tại vì giờ ấy lắc để tìm thành viên à. Thôi nhận bừa thì cái này nhận bừa nhé. Nói chung hiện tại bây giờ mình chưa có gì nhiều, mình cứ lấy bừa thôi. Mình cứ vào bừa một hạp đội nào đó thôi, thì bây giờ mình không kén chọn làm gì. Đằng nào thì reset thì sau đúng không? Mình vào tạm tí thôi. Nhưng mà hiểu hôm nay đó là tính năng giống như một cái bang hội thôi. Và trong tính năng có những gì nhỉ? Có xếp hạng đi tìm Jojo, cửa hàng, phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu giúp mình cái gì đây? Quyên góp một chút đi. Hơi quyên góp bằng vàng ấy nhỉ. Dạo này tài nguyên không có nhiều. Hay cho tí thôi cho 30 kim cương được. Ok.
quyên góp một chút cho nó có tí gọi là cống hiến tí thôi. Rồi nói chung đây một cái hạm đội, nói chung cái này nó chỉ giống như một cái bang hội nhé, giống như kiểu tạo hội nhóm các bên khác, có các bên gọi là công hội, có bên gọi là gui, có bên gọi là clan, nhiều cách gọi lắm, nhưng đại khái chỉ là một cái hội nhóm thôi. Cái này nhận nhận thêm quà tiếp, nói chung cái này cảm giác bao giờ kết thúc được video nhỉ, cảm giác nó nhiều thứ quá. Cứ nhận 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 thế này nói chung nó ra nhiều thứ lắm, nói chung là ngày đầu tiên các bạn, ngày đầu tiên ra game hơi lâu, phải chơi từ 10 giờ sáng bây giờ đêm rồi chơi hơi khó, nó quá nhiều thứ để nhận. Khi mình đạt được cấp nó thứ còn tăng thêm quá nhiều thứ quá mất thôi. Ok nhé, nhưng thôi nói chung là chắc cái tầm này vẫn quyết tâm là dừng video ở đây thôi, tại vì cảm giác là cái này mà còn đi tiếp thì còn rất là dài, đi tìm Zoro cái quái này bắt đầu tìm à nhiệm vụ đi tìm Zoro, ở đây tìm Zoro nhận thôi, nó còn quá vẫn đừng tiếp à. Mỗi người chơi 5 lần cấp công nghệ, 5 lần thì ấn hết 5 lần đi. Kiểu là phép đổi nếu cảm giác thưởng không ưng lắm ấy thì thôi kệ cái nhận luôn đi. Ok hết 5 lần là xong không? Như vậy ở đây chắc mình quyết tâm là dừng video ở đây thôi vì nó quá là dài nhé, mình cảm giác là đi chơi mãi còn lâu mới hết. Cái vấn đề đi map mình sẽ tự đi thôi, nâng cấp đội hình thì mình tự đi thôi. Còn vấn đề sau mình sẽ làm video thêm về kiểu có thể tất cả các tướng hoặc một số tướng mình đang có, hoặc một số cái gì đó khác mình có thể làm thêm video khác nhé. Còn trong video này mình nghĩ là trải nghiệm dừng ở đây thôi. Cái vấn đề đi map sẽ không quay thêm nhé, tại vì cái map nó quá là dài rồi. Thì nó sẽ còn rất là lâu, mình sẽ tự đi lấy thôi. Hoặc có thể mình sẽ bỏ qua vấn đề đi map, tại vì nó mất thời gian quá còn rất nhiều lực, đúng không? Thì kết thúc video ở đây. Thì nếu bạn nào thấy video này hữu ích cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình nhé. Ủng hộ nhiều hơn nữa để donate cho mình thông qua link phần mô tả video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại bạn trong các video sau nhé. Xin chào các bạn nhé. À, đừng quên là cho mình biết cảm nhận bạn về game này, xem mình có nên chơi game này khi ra bản chính thức hay không nhé. Bây giờ tạm biệt mọi người nhé. Xin chào nhé.